Chuyện có thật, kinh hoàng vụ thần xà bá quán khiến 6 người trong gia đình chết thảm ở Thái Bình. Phần 1. Phá ngôi miếu cổ, thần xà bá quán. Mặc dù sự việc đại gia đình ông Trần Văn Rạng có tới 6 người bỏ mạng không rõ nguyên nhân diễn ra đã mấy năm, song mỗi khi nhắc lại, người dân quanh xã Vũ Tây, Kiến Sương, Thái Bình, đặc biệt là những người dân ở xóm chính, vẫn không hết sợ hãi. Mảnh đất rì làng cạnh sông Trà Lý, lộng gió, một thời nên thơ, giờ cỏ bò hoang dại, tre mọc tùm, cây cối rậm rạp, đổ ngã nghiêng, chẳng có bóng người qua lại. Những ngôi nhà đổ nát âm u, rêu mốc, từ lâu không có hơi người. Những người đã chết thì mang theo lời đồn bị, thần xà bắt đi. Những người còn sống thì trốn tịch vào Nam, bỏ xứ đi nơi khác, không dám về mảnh đất ấy nữa. Câu chuyện khủng khiếp về những cái chết được đồn đại là do thần xà gọi đi vẫn chìm ngập trong bức màn bí ẩn rùng rợn. Chính quyền bó tay, mấy chục nhà khoa học nổi danh thiên hạ không tìm được lời giải. Các bác sĩ đầu ngành thần kinh, chống độc cũng không tìm ra thứ gì có thể giết người nhanh chóng, khủng khiếp như thế. Thầy cúng, thầy bói thì đổ triệt cho nguyên nhân phá miếu, động long mạch, cướp nơi ở của thần xà, nên đại gia đình phải trả giá. Người chết thì đã chết, người sống vẫn chưa dám về, vì lời giải cho những cái chết bí ẩn chưa được sáng tỏ. Chúng tôi trở lại ngôi làng từng diễn ra những cái chết khiến cả tỉnh náo loạn, để đi tìm lời giải thực sự cho câu chuyện, có lẽ là bí ẩn nhất Việt Nam này. Cả làng kinh khiếp. Từ thành phố Thái Bình, tôi cứ đi dọc bờ hữu con đê sông Trà Lý thì đến xã Vũ Tây. Sông nước mênh mang, tre pheo rậm rạp, đu đưa trong gió. Điều tôi nhận thấy là đình đền miếu mạo trải dọc cả trong và ngoài đê con sông. Vùng đất này quả là tâm linh nặng nề. Những người hiểu biết, mang đầu óc duy vật thì biết rằng đây là vùng đất cổ với bề dày văn hóa sâu. Nhưng những người yếu bóng vía thì nhìn đâu cũng ra quỷ thần ma mãnh. Gặp mấy bà, mấy chị gánh gồng thõng thẹo trên đê, tôi dừng xe hỏi đường về xóm chính. Mấy chị chỉ nhiệt tình rằng đi qua con điếm, có con dốc bên trái thì đi xuyên qua cánh đồng là đến xóm chính. Mấy chị còn kéo tôi qua rặng tre, chỉ cái xóm nhỏ rậm rì cây cối, nằm thoi lôi giữa cánh đồng thẳng cánh cò bay. Một chị hỏi, nhìn chú biết người ở xa rồi, thế chú hỏi đường về nhà ai? Xóm ấy nhỏ tẹo, nhà ai chẳng biết. Tôi bảo, em tìm đường về nhà ông Trần Văn Rạng. Nhưng hỏi về nhà ông ấy thôi, chứ thực ra cả nhà ông ấy chết rồi. Nghe đến tên ông Trần Văn Rạng, cả mấy người phụ nữ đổi sắc mặt, vẻ sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt họ. Một chị bảo, chúng tôi không biết ông ấy là ông nào đâu, anh vào sớm đấy rồi hỏi nhé. Nhìn ánh mắt của họ, tôi biết họ đang sợ hãi, chứ không phải họ không biết ông Trần Văn Rạng. Câu chuyện của đại gia đình này đã từng khiến nhân dân trong vùng náo loạn, chính quyền cả tỉnh rồi trung ương phải quan tâm sát sao, nên không thể có chuyện cư dân ở gần đó mà không biết. Quả thực, nỗi sợ hãi ấy ám ảnh cả những người dân xa lạ, thì tôi đã phần nào hiểu rằng vì sao những người ở đại gia đình ấy liên tiếp lăn ra chết, rồi vô số những người hàng xóm, người thân liên tiếp rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, không kiểm soát được mình. Tìm vào đầu xóm chính, tôi tiếp tục hỏi thăm một vài người về gia cảnh nhà ông Trần Văn Rạng. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Tôi mới chỉ nhắc đến tên ông Rạng, người ta đã thay đổi sắc diện. Dường như người ta muốn quên đi cái quá khứ hãi hùng ấy, hoặc cũng có thể họ lo sợ câu chuyện khơi gợi lại, ám vào gia đình của họ. Thế nên tốt nhất là chẳng nói gì, chẳng nghĩ gì đến chuyện ấy nữa. Không biết làm cách nào, tôi đành hỏi đường vào nhà ông trưởng xóm chính. Nhà ông Thành, trưởng xóm ở sát cánh đồng. Tôi đến, nhưng trong nhà chỉ có vợ ông đang chăm sóc đàn gà. Tôi giới thiệu là nhà báo, muốn tìm hiểu về chuyện chết chóc kỳ lạ xảy đến với gia đình ông Rạng. Điều lạ lùng nữa
là bà vợ ông trưởng xóm, cũng tỏ ra khá sợ hãi. Bà bấm điện thoại thông báo với chồng sự việc. Rốt cuộc, ông trưởng xóm từ chối gặp nhà báo vì ông không nắm được thông tin gì về sự kiện đó. Tuy nhiên, bà vợ ông trưởng xóm cung cấp cho tôi một thông tin quan trọng. Người nắm được rõ nhất chuyện về gia đình ông Rạng chính là ông Nguyễn Văn Thung. Chồng tôi không nắm được chuyện gì đâu, nên nhà báo có hỏi cũng không có tác dụng. Nhà ông Rạng, người thì chết, người thì bỏ đi chưa dám về. Tôi nghe nói họ phải bỏ nhà trốn miết để tránh thánh thần phạt. Tôi sẽ dẫn nhà báo đến nhà ông Thung để nhà báo hỏi chuyện nhé. Nói rồi, bà vợ ông trưởng xóm dẫn tôi đi vòng vèo mấy ngõ ngách. Đến cuối con ngõ, dừng lại trước cái cổng sắt khép hờ. Bà bảo, đây là nhà ông Thung, nhà báo vào hỏi chuyện nhé, tôi về luôn đây. Vác dao ra nói chuyện. Tôi gọi cổng một lát thì thấy một cụ ông đi ra. Cụ ông dáng người đạo mạo, mái tóc trắng phao, cặp lông mày cũng trắng như cước. Biết tôi là nhà báo, ông mời tôi vào nhà uống nước. Tôi trình bày chuyện khó hiểu ở ngôi làng này, vì sao mọi người sợ nhắc đến gia đình ông Rạng như vậy. Ngay cả ông trưởng xóm cũng hãi. Ông Thung bảo, không chỉ dân làng sợ mà ngay cả tôi đây, sắp xuống lỗ rồi cũng vẫn còn sợ. Người ta sợ nhắc đến gia đình ông Rạng, nhỡ có mạo phạm gì, thánh thần nổi giận, lại tìm họ để xử, thì lại xảy ra thảm họa như chơi. Cũng theo ông Thung, không chỉ đại gia đình ông Rạng chết bí ẩn, em gái ông chết, mà người ta còn đồn rằng anh trưởng thôn cũng chết, vì dám uống rượu say, rồi xông đến nhà ông Rạng, chửi bới, chọc gậy vào mấy ông thầy cúng đang hành lễ. Dù anh trưởng thôn này chết sau khi xảy ra sự việc quái đản ấy đã mấy năm, nhưng cái chết của anh ta khá lạ lùng, nên dân làng lại đồn rằng do anh ta đã xúc phạm thần linh ở nhà ông Rạng. Chính vì lẽ đó, ông trưởng sớm mới lên thay, không muốn dính dáng đến chuyện đó, cũng là điều dễ hiểu. Không hiểu suy luận của ông Rạng có đúng không, nhưng quả thật, nỗi sợ thánh thần vô hình vẫn còn bao phủ tâm trí người dân ngôi làng này như một đám mây. Uống mấy ngụm trà nóng, hít mấy hơi dài, ông Thung mới chợt nhớ ra gì đó. Ông lật đật chạy đến giường, lật đệm lên, lòi ra con dao dài ngoằng. Đó là con dao sắt, đẹp, giống dao của đồng bào miền núi hay dùng. Ông Thung bảo, nói thật với anh, từ ngày đó đến giờ, tôi đi đâu, làm gì, cũng kè kè con dao này bên cạnh. Chỉ có mang theo nó, tôi mới cảm thấy vững tâm. Anh nhắc lại chuyện này, tự dưng tôi lạnh cả sống lưng, nên mới nhớ ra con dao. Tôi cứ thủ con dao ở cạnh cho an tâm. Người Việt ở nhiều nơi khi đi đâu xa đều mang theo con dao và củ tỏi, với niềm tin sẽ xua đuổi ma quỷ, tà khí. Nhiều người còn đánh dấu bằng than, vết son lên trán trẻ con để ma quỷ không bắt đi. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện bắt ma kỳ quái và đơn giản của thầy cúng Nguyễn Trung Tuấn ở Hà Nam. Cách bắt ma của anh ta đơn giản đến mức tưởng như ai cũng làm được. Nhiều người đến trung tâm áp vong của anh này hoặc nơi khác sau khi về vẫn thấy vong theo, vong nhập. Khi đến gặp anh ta chỉ nói mỗi câu là vong đi rồi, thế là chả thấy vong ma đâu nữa. Có bà đến nhà anh Tuấn kêu rằng cứ nửa đêm liền thấy cả trăm vong ma đứng lầu nhau trong nhà, ngoài sân. Gặp được anh Tuấn, bà ta quỳ xuống vái lại như thánh. Chẳng cần hương khói, vạn mã, cúng bái cầu kỳ, anh bẻ cành rào đưa cho bà ta và bảo, tôi đã yểm bùa vào que nhang này, chỉ cứ cầm về đặt trên bàn thờ, sẽ không có con ma nào dám bén mảng đến nữa. Chỉ có cành rào mà chị này chẳng thấy vong ma nào tìm đến hành mình nữa thật. Anh Tuấn đã thử nhiều cách và đều thành công, nhưng anh lại không hiểu vì sao mình làm được như vậy. Đơn giản, vong ma đó chỉ là ảo giác, là nỗi sợ hãi mà biến thành. Khi các bệnh nhân này gặp được thầy bắt ma cao tay và tin rằng thầy đã trừ giúp ma quỷ, họ tự tin hơn, đầu óc thanh thản, và như vậy sẽ không thấy con ma nào nữa. Chuyện của ông cụ Thung này với con dao kè kè bên cạnh có lẽ cũng giống với chiếc que rào mà anh Tuấn đưa cho người đàn bà yếu bóng vía kia. Sau khi đặt con dao trên mặt bàn, thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, khấn vái lầm rầm vài tiếng,
lấy lại bình tĩnh, ông Nguyễn Văn Thung mới bắt đầu sắp xếp lại câu chuyện kinh dị mà ông chứng kiến từ đầu đến đuôi. Ngôi miếu nhỏ linh thiêng. Ông Thung mang họ Nguyễn, con đại gia đình ông Rạng, lại là họ Trần. Ông Thung không liên quan máu mủ gì với gia đình ông Rạng, nhưng lại là người nắm rõ nhất mọi chuyện, là bởi người em gái của ông, tức là bà Nguyễn Thị Đào, là vợ ông Rạng, là con dâu của họ Trần. Sự việc chết chóc kinh hãi phức tạp quá, khiến người trong họ cũng phải bỏ tình bỏ nghĩa, cốt chạy thoát thân. Người em gái cán đáng không xuể, nên ông thương em mà phải vào cuộc. Anh em ông Thung bà Đào sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên với hạt lúa củ khoai. Bà Đào không được học hành gì nhiều, vừa tròn đôi mươi thì về làm dâu họ Trần, làm vợ ông Trần Văn Rạng, người cùng xóm, cách nhà có vài trăm bước chân. Vợ chồng ông Rạng đẻ tới 8 người con, gồm 4 trai 4 gái. Vợ chồng chỉ làm nông nghiệp, nên con cái cũng chỉ có được miếng ăn mà lớn, chứ chẳng được học hành gì. Tuy vậy, vợ chồng ông Rạng cũng chịu khó cày cuốc, nuôi con gà, tăng gia đàn lợn, rồi lần lượt dựng vợ gả chồng cho 8 người con. Một người con trai bỏ xứ vào Nam lập nghiệp, một người xin làm công nhân ở thành phố Thái Bình, hai cậu con trai gồm cả và thứ ba ở với bố mẹ. Mấy người con gái cũng đi lấy chồng cả. Cô lấy chồng trong mãi Tây Nguyên, cô lấy chồng ở xã khác, xóm khác. Dù con cái chỉ làm nông nghiệp, gắn bó với cây lúa, củ khoai, song do chắc chiêu tích cóp nên những người con của ông bà cũng dần ổn định cuộc sống, xây dựng, sửa sang được nhà cửa. Người con cả Trần Văn Viết được ông bà Rạng chia cho mảnh đất trước ngôi nhà ngói ông bà ở. Vợ chồng anh Viết đã dựng một ngôi nhà dù là cấp 4, song rộng rãi khang trang, tường bao quay kính. Cậu con trai thứ ba tên là Trần Văn Úc, sau khi lấy vợ vài năm, sinh con đẻ cái, tích góp được ít tiền, đã xin bố mẹ cho ra ở riêng. Đất đai rộng rãi nên ông bà Rạng đã cắt một mảnh rộng chừng 200 mét vuông phía sau về bên trái ngôi nhà của ông bà, cho cậu con tưởng là Úc Ích, ai dè chỉ là thứ ba. Có đất rồi, anh Trần Văn Úc dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ, chỉ cỡ 30 mét vuông ở tạm, ngôi nhà ngay bên bờ ao. Phía trước nhà là cái miếu nho nhỏ, giống như cây hương trước nhà. Lịch sử ngôi miếu nhỏ này cũng rất sáng rõ, đó chỉ là ngôi miếu của gia đình, do thế hệ trước dựng nên. Để hiểu rõ về ngôi miếu này, phải nắm được ngôi miếu ở phía bên kia cái ao nhà ông Rạng. Đó là ngôi miếu do các cụ nhà ông Rạng cùng một số người dân trong làng dựng nên, gọi là miếu thần linh. Ngôi miếu này vốn thờ ba mẹ con người ăn mày. Hồi năm 1945, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê lúa. Năm đó, có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng cũng đói nên họ chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào nên cậu con của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngã ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên, chưa hái được trái sung nào thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy nhiên, ao sâu nước cả, hai anh em dần dần chìm nghiễm xuống nước. Người mẹ dù đói lả không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai con chìm dưới dòng nước, liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cục, ba mẹ con đã chết đuối dưới ao. Người dân trong xóm thương xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Gia đình ông Rạng vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu. Sau này, ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong xóm. Ngày rằm, ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói, đã biến thành miếu thờ thần. Gần 3 năm sau khi xây dựng ngôi miếu này, vào năm 1948, một bà trong họ Trần đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân. Bà này là thầy cúng, chuyên cúng bái, xem long mạch cho người dân trong vùng. Bà bảo, do long mạch ở đất nhà mình có vấn đề, nên phải lập một ngôi miếu
rước thần ở miếu thờ ba mẹ con chết đói về thờ. Ngôi miếu được xây dựng khá nhỏ, đơn sơ ở rì bờ ao, đối diện với ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đói. Bà còn kêu thần linh, thổ địa lên ngự ở miếu để bà hương khói ngày đêm. Hàng ngày, bà này cúng bái hương khói cẩn trọng. Tuy nhiên, hương khói mãi mà chẳng ăn thua gì, bệnh tình bà mỗi ngày nặng thêm. Cuối cùng, bà chết một cách bí ẩn khi đang khấn vái ở miếu. Cái chết của bà khiến gia đình và người thân tràn tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ này. Từ đó đến nay, các thế hệ họ Trần coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đến khấn vái, dâng lễ xin lộc. Điều kỳ lạ là thi thoảng có một con rắn, không rõ là rắn gì, dài khoảng 3 mét, to bằng chiếc điếu cày, thường xuyên ngự trong miếu. Có lúc gặp nó nằm khoanh tròn chỗ bát hương, có lúc thấy nó nằm vắt vĩu trên miếu, có lúc lại thấy nó ở trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con rắn, nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó làm thịt. Sẽ chẳng ầm ĩ nếu ngôi miếu ấy nằm rìa mảnh đất rộng rãi của ông bà Rạng, nhưng lại nằm giữa mảnh đất mà anh Trần Văn Úc được bố mẹ chi cho. Ngôi miếu nằm giữa mảnh đất thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp, hài hòa. Tuy nhiên, ngôi miếu là nơi thờ cúng, chỗ dựa tâm linh của gia đình xóm giềng, nên anh Úc không đụng đến. Anh dựng ngôi nhà nhỏ ngay trước ngôi miếu, quay mặt thẳng ra ngôi miếu. Vị trí ngôi miếu tuy không phù hợp, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống, lối đi lại, nên anh Úc cứ để nguyên. Chỉ đến một ngày, khi sinh hai đứa con, khi ngôi nhà 30m² đã chật chội, khi vợ chồng đã tiết kiệm đủ tiền để xây dựng ngôi nhà mái bằng khang trang hơn, thì ngôi miếu mới trở nên đáng quan tâm. Mảnh đất nhỏ nên không thể có sự lựa chọn nào khác. Anh Úc buộc phải đào móng, dựng ngôi nhà ngay cạnh ngôi miếu và biến ngôi nhà nhỏ đang ở thành nhà bếp. Được sự đồng ý của gia đình, xóm làng, anh Úc quyết định đi dời ngôi miếu ra vị trí khác, ở trái ngôi nhà đang ở, sát bụi tre cạnh bờ ao. Nói là di dời, nhưng thực ra là phá ngôi miếu cũ, xây dựng ngôi miếu mới và dời sự thờ cúng ra đó. Hôm phá miếu, gia đình cũng thuê thầy cúng làm lễ cẩn thận. Nhưng không ai ngờ sự việc xảy ra sau đó lại nghiêm trọng khủng khiếp như vậy. Súc vật liên tiếp lăn ra chết. Tiếp đó là những cái chết kinh dị không ngăn nổi xảy đến với 6 thành viên trong gia đình hiền lành chân chất này. Quan hoàng xà hóa rắn khổng lồ khiến mọi người kinh khiếp. Đám ma ông Rạng. Những vụ chết chóc hải hùng ập đến đại gia đình nhà ông Trần Văn Rạng, xóm chính Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình, sau khi anh con trai thứ ba Trần Văn Úc phá ngôi miếu nhỏ nằm trong phần đất nhà mình để xây nhà. Ban đầu là vật nuôi lăn ra chết, rồi tiếp tục đến người chết. Những cái chết cứ tuần tự diễn ra kinh hãi với đại gia đình ông Rạng, mà không có gì để ngăn nổi. Bắt đầu từ lúc phá miếu cho đến tận gần đây, sự xuất hiện của con rắn khổng lồ quanh quẩn ở nhà ông Rạng vẫn khiến mọi người sợ hãi. Sự hiện diện của con rắn này khiến câu chuyện càng thêm phần kỳ bí kinh dị. Vung xà beng phá miếu. Như đã nói ở kỳ trước, hồi dựng ngôi nhà nhỏ, dù ngôi miếu nằm ở trước nhà nhưng ở khuôn viên của vườn, không ảnh hưởng đến lối đi, sinh hoạt, nên anh Trần Văn Úc không đụng chạm gì đến ngôi miếu. Đại gia đình ông Rạng đều là những người chu toàn vấn đề tâm linh, nên ngày lễ, Tết, rằm mùng 1 đều hương khói cúng bái thần linh thổ địa. Người dân trong xóm thấy ngôi miếu linh thiêng nên cũng đến nhang khói, cầu khấn khá đông. Vì thế đại gia đình ông Rạng lại càng có nhiều lộc. Tuy nhiên, khi ngôi nhà cấp 4 chật chội, khi gia cảnh khấm khá, vợ chồng anh Úc bàn tính xây dựng ngôi nhà mái bằng khang trang, biến ngôi nhà cấp 4 thành bếp, thì không thể để ngôi miếu ở đó nữa. Ngôi miếu này vốn thờ ba mẹ con người ăn mày, thờ cả thần linh thổ địa, để trấn long mạch, nhưng lại có con rắn lớn thỉnh thoảng bò về ngự ở miếu. Nghĩ là thánh thần hóa thân nên không ai dám bắt, không dám đuổi rắn đi. Con rắn cũng hiền lành, chẳng tấn công người bao giờ. Hôm quyết định phá miếu để di dời ra chỗ khác, thầy cúng cũng đến làm lễ long trọng. Ông thầy cúng này khẳng định rằng
thần linh đã hiện thân thành con rắn và phù hộ cho gia đình, xóm làng. Do đó, mọi người không được bắt rắn, xua đuổi rắn đi. Sở dĩ lúc nhìn thấy rắn, lúc không thấy rắn đâu là vì thần linh biến hóa thành. Khi thần hiển linh thì hóa thành rắn, còn khi thần về trời thì con rắn biến mất. Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng mọi người mới bắt gặp rắn mà lại thường xuyên gặp vào những ngày trọng đại. Ngôi nhà xây dở bị bỏ hoang và không bao giờ được hoàn thiện. Thầy cúng làm lễ xong, mọi người vào nhà uống nước. Đúng vào buổi trưa, tiết xuân mát mẻ, nắng nhẹ, anh Trần Văn Úc dùng xà beng đâm nhát đầu tiên. Mặc dù là người cứng cáp, chứ không yếu bóng vía như đàn bà, thế nhưng anh Úc cũng phải toát mồ hôi. Theo lời thầy cúng, thì anh là người xây nhà trên đất miếu, nên anh phải là người đầu tiên hạ miếu và cũng là người đầu tiên động thổ xây dựng ngôi miếu ra địa điểm mới. Thầy cúng sau khi làm lễ đã xin âm dương và chỉ một lần tung đồng xu đã chứng nghiệm. Việc phá miếu di chuyển ra chỗ khác, theo thầy cúng, là việc hợp lòng người và cũng hài lòng thần thánh. Bởi vì nếu dựng nhà, ngôi miếu sẽ nằm ở ngay hiên, ở góc sân chỗ giáp nhà và bếp. Như vậy, người ở chẳng vui mà thánh thần ngự ở đó cũng không đẹp đẽ gì. Mặc dù mọi điều đều thuận lợi, nhưng mọi người phải động viên mãi, anh Úc mới dám đâm xà beng. Khi anh Úc dũng cảm phóng xà beng vào nóc miếu, ngói vỡ tung tóe, thì anh viết anh trai của anh Úc cũng mang xẻng giúp một tay. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, ngôi miếu nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một đống gạch vỡ vụn. Quan hoàng xà xuất hiện. Thế nhưng, ngay chiều hôm đó, sự việc kinh hoàng như lời báo ứng khủng khiếp đã diễn ra. Ngay tại địa điểm ngôi miếu này, đó là sự hiện diện của con rắn khổng lồ. Con rắn này vốn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở ngôi miếu vào những ngày trọng đại, nhưng nó chỉ ở một lát rồi lại biến mất. Thế nhưng, hôm đó, sau khi phá miếu vài tiếng, khoảng 5 giờ chiều, con rắn to bằng ống điếu cày, cỡ cổ chân người lớn, dài khoảng 3 mét, treo thân lủng lẳng trên ngọn cây trứng gà. Con rắn có thân khoang đen, khoang trắng, nhìn rất kỳ dị, hải hùng. Với thợ rắn bình thường thì đây là loài hổ mang có nọc độc khủng khiếp, cắn chết trâu bò hoặc vài mạng người. Cây trứng gà này vốn mọc cách ngôi miếu chừng 5 mét. Điều kỳ lạ là những quả trứng gà này rất to, quả nhỏ cũng bằng nắm tay, quả to bằng chiếc bát ăn cơm, thậm chí to như quả bưởi. Bình thường, đại gia đình ông Rạng mỗi khi hái trứng gà ăn đều đặt trên miếu hương khói mời thần linh thưởng thức rồi mới lấy về ăn hoặc phân phát cho mọi người, chứ không ai dám tự tiện hái trứng gà. Hôm thần xà xuất hiện, chính mắt ông Nguyễn Văn Thung, anh vợ ông Rạng, cũng nhìn thấy, nhưng nghĩ đó là con rắn bình thường, rồi thấy mọi người thần thánh hóa nó lên, nên ông bực mình bỏ về. Con rắn quấn đuôi trên ngọn cây, rồi thả mình thòng lỏng xuống đất. Tuy nhiên, cái đầu nó bạnh ra, nhìn mọi người bằng con mắt vàng đỏ. Lưỡi mãng xà màu đen, thè ra lòng thòng, nó treo trên cây như vậy, khiến không ai dám làm gì nữa. Điều lạ là mọi người nhìn con rắn đều kinh hãi. Bản thân hai anh em Út và Viết đều là nông dân, cày sâu cuốc bẫm, rắn rết bắt hàng ngày ở cánh đồng về làm thịt. Thế nhưng, với con rắn ngự ở ngôi miếu này thì lại kính cẩn, không bao giờ dám động vào. Sự việc con rắn treo mình trên cành cây rồi nhất quyết treo lủng lẳng trong tư thế đó, khiến hai anh em và tất cả mọi người chứng kiến đều tin rằng một điềm báo khủng khiếp sẽ xảy đến với họ. Sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất tạm dừng công việc, không tiếp tục nữa. Một người được phân công đi gọi thầy cúng lúc trưa ở xã Quốc Tuấn bên cạnh. Chừng nửa tiếng sau, ông thầy này được chở đến. Vừa nhìn thấy con rắn, ông thầy cúng trợn mắt, bủng rủng tay chân, cứng hàm không nói được gì. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng không hiểu vì sao, tưởng ông thầy cúng này bị trúng gió. Mọi người phải đỡ ông vào chỗ mát, sức dầu gió cho ông. Người bóp tay bóp chân, người xoa thái dương. Vài phút sau, ông thầy cúng mới tỉnh lại. Tuy nhiên, vừa sực tỉnh thì ông chạy đến gần chỗ con rắn đang treo mình, dập đầu vái lại. Không ai hiểu ông nói gì, nhưng đại để là
cầu xin thần rắn tha mạng cho ông và tha mạng cho cả nhà mình. Vái xong, ông thắp mấy nén nhang, cắm ngay gốc cây trứng gà, rồi từ biệt gia đình. Trước khi đi, ông còn bảo, từ nay, gia đình đừng gọi tôi nữa, tôi chịu rồi, không đủ sức giải quyết chuyện này nữa đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì gia đình đi tìm thầy khác nha. Sau hôm đó, kéo dài cả năm trời, cả đại gia đình ông Rạng náo loạn vì những cái chết khủng khiếp, kỳ quặc. Gia đình đã mời hàng chục thầy cúng, thầy bói và có nhiều lần qua nhà ông thầy cúng này. Song ông nhất mực từ chối. Nghe nói hàng ngày ông ăn chay, tụng kinh gõ mõ, sám hối những việc đã làm. Ông còn lập cả ngôi miếu và đắp hình một con rắn to tướng có màu, miệng há to, lưỡi thòng lòng nhìn gớm ghiếc để cúng tế ngày đêm. Đồn rằng ông nghĩ chính mình đã tiếp tay cho gia đình ông Rạng phá ngôi miếu, nơi trú ngụ của thần xà, nên ông rất sợ hãi. Ông dựng ngôi miếu thờ thần xà là để mong thần xà tha tội không bắt ông đi. Quay lại chuyện con rắn treo mình trên cây trứng gà. Con rắn treo mình từ chiều đến khoảng 7 giờ tối thì nó quấn mình vào thân cây, bò xuống. Con rắn bò ra phía bụi tre sát bờ ao, rồi cứ thế bò dọc bờ ao và biến mất vào một bụi cỏ lớn rậm rạp phía nhà anh Viết. Hôm sau, mọi người dậy sớm thì không thấy con rắn xuất hiện nữa. Tuy nhiên, chưa ai dám làm gì, nhờ ông thầy cúng kia không được. Nhiều người mách ông Rạng tìm gặp ông thầy Mơ ở huyện Tiền Hải. Ông Mơ là thầy bói, thầy cúng, thầy địa lý, khá nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình. Ông này chuyên xem thế đất, thế nhà, trấn yểm long mạch, thậm chí cấm đất để xây dựng đình chùa. Với khả năng siêu phàm đó, gia đình ông Rạng tin rằng ông Mơ sẽ có cách giúp được gia đình ông. Khi mấy người trong gia đình ông Rạng tìm đến, ông Mơ yêu cầu vào phủ nhà ông thắp nhang để ông xin âm dương. Xin âm dương xong thì ông này bảo, đó không phải là con rắn bình thường đâu, đó là quan hoàng xà hóa thành rắn để ngự ở miếu đấy. Tôi xin âm dương thì thấy thuận rồi, gia đình cứ động thổ làm nhà đi, nhưng cần phải nhớ là nhất định không được động vào quan hoàng xà. Chỉ cần đánh quan hoàng xà một cái hoặc đuổi quan hoàng xà một lần thì chắc chắn sẽ phải thế một mạng người. Hãy ghi nhớ lời nói của tôi. Sau này, nếu có sự việc gì phức tạp, thì tôi sẽ đến tận nơi xem xét. Hiện tại, mọi người cứ thế mà làm. Lời ông thầy Mơ khiến mọi người an tâm, nên ông Rạng chỉ đạo mọi người động thổ xây dựng ngôi nhà cho con trai. Hôm động thổ, gia đình cũng cẩn trọng mời thầy cúng đến làm lễ rất lớn. Với đủ cả lễ mặn, lễ nhạc, vàng mã hóa rừng rực cả góc sân. Thợ thuyền làm việc hăng say và ngôi nhà mái bằng rộng rãi nhanh chóng mọc lên. Ngày lành đã chọn, việc đổ mái đã định. Thế nhưng mấy hôm trước ngày đổ mái thì anh Trần Văn Viết lên cơn co giật, lăn đùm ra chết. Cái chết không rõ nguyên nhân, vô cùng kinh dị, khiến mọi người liên tưởng đến chuyện thần xà trả thù. Tất nhiên, người anh trai qua đời thì việc đổ mái ngôi nhà buộc phải dừng lại. Nhưng ít ai đoán trước được rằng ngôi nhà chỉ xây được đến đó thôi, rồi dừng lại mãi mãi. Để mặt cỏ mọc tùm, vì sau cái chết của anh Trần Văn Viết, thì những cái chết tiếp theo lần lượt xảy đến với đại gia đình này, mà không một thế lực nào có thể ngăn lại được. Thanh niên chạy tán loạn. Quay trở lại chuyện con rắn kỳ dị gắn với ngôi miếu nhỏ. Từ lần xuất hiện hôm phá miếu, đến hôm chuẩn bị đổ mái ngôi nhà, con rắn như biến đâu mất, không thấy xuất hiện nữa. Chỉ đến khi anh Viết qua đời, quan hoàng xà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Ông Nguyễn Văn Thung nhớ lại. Sự việc cậu Viết qua đời lẽ ra không có gì ghê gớm vì mới chỉ có một người chết. Tuy nhiên, trước đó gia đình đi xem bói nhiều quá mà thầy nào cũng phán có quan hoàng xà do thần linh hóa thành rắn, ngự ở ngôi miếu, nên mới hoảng loạn như vậy, gây nên ầm ĩ khủng khiếp. Sau khi cậu Viết qua đời, rồi liên tiếp nhiều người chết. Hôm nào tôi cũng qua nhà ông Rạng giúp em gái trông nom quán xuyến mọi việc. Những người trong gia đình đó đều hồn bay phách lạc, có ai dám qua nhà đó đâu. Chỉ có tôi và ông Lưu đều cứng bóng vía lắm mới dám sang đó. Việc con rắn hiện diện nhiều người nhìn thấy, nhưng tôi và ông Lưu thấy thường xuyên nhất. Con rắn đó trú ngụ ở chỗ nhà Viết,
nhưng lại hay bò sang đất nhà thằng Út rồi quanh quẩn ở chỗ ngôi miếu đã phá. Vừa để phòng ma lại phòng rắn, nên mỗi lần sang nhà ông Rạng, ông Thung lại kè kè con dao ở nách. Con dao dài này ông Thung thửa riêng, rất sắc lẹm, dùng để vót nang. Bình thường ông ít dùng, nhưng dạo đó ngày nào ông cũng lo ra mài sáng loáng. Ông mài sắc đến nỗi đặt lưỡi dao vào chân, lướt một cái, lông rụng sạch như cạo bằng dao lam. Ông Thung không tin con rắn là quan hoàng xà, nhưng nghe mọi người nói vậy và thấy nó bò đi bò về mà không hại người, khiến ông cũng hoang mang. Tuy nhiên, nếu nó tấn công ông thì ông buộc phải vùng dao chém. Đấy là phòng thủ vậy thôi, chứ cả chục lần ông Thung sang nhà ông Rạng thấy con rắn trườn qua ngõ hoặc nằm phơi nắng giữa ngõ, ông Thung đều dừng lại. Ông chắp tay xin quan hoàng xà trườn đi để ông qua đường. Chỉ khi nào con rắn bò đi khá xa, ông mới rón rén bước tiếp. Để tránh gặp phải rắn, ông Thung thường ăn tối từ 5 giờ chiều để sang nhà ông Rạng khi còn nhìn rõ đường, kẻo dẫm phải rắn. Đêm ngủ ở nhà ông Rạng thì lúc nào cũng kè kè con dao. Sau ngày ông Rạng qua đời mấy hôm, con rắn cũng xuất hiện trong hoàn cảnh khá đặc biệt, khiến cho nhiều người khiếp vía. Chiều hôm đó, đám thanh niên tụ tập ngồi dưới sân, sát hiên để chơi bài. Đột nhiên, quan hoàng xà bò từ vườn vào sân, rồi bò sát đến manh chiếu, nơi đám thanh niên ngồi chơi bài. Thấy con rắn, đám thanh niên sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Một số thanh niên sợ xanh mặt, một số lại bàn tính tìm cách đập chết rắn. Tuy nhiên, ông Thung đã ngăn lại, không cho giết rắn. Ông yêu cầu mọi người vào trong nhà, đóng cửa lại, chờ quan hoàng xà đi rồi mới được ra. Ông Thung và một số người trong gia đình đã thắp hương trên bàn thờ, khấn thần rắn tha cho mọi người tội mạo phạm. Con rắn to tướng đó nằm khoanh tròn bên chiếu phải đến một tiếng đồng hồ, rồi mới ngẩng đầu bò đi. Chờ một lúc không thấy rắn quay lại, đám thanh niên mới ra sân ngồi chơi bài tiếp. Thợ rắn khiếp vía. Theo lời ông Nguyễn Văn Thung, 2 năm trước, khi đại gia đình ông Rạng đã người qua đời mấy năm, người bỏ đi mất dạng, không dám về nữa, thì quan hoàng xà vẫn tiếp tục xuất hiện. Hôm đó là ngày giỗ em gái. Sau khi sắp cơm ở nhà, ông sang ngôi nhà bỏ hoang, vốn là nhà em gái ông, để thắp cho em nén nhang, thì lại gặp con rắn khi nó treo mình trên cây xoài to tướng, mọc ngay sau bếp nhà ông Rạng. Thắp hương trong nhà xong, ông Thung châm tiếp mấy nén hương ra giữa sân, rồi ông quỳ xuống vái quan hoàng xà. Đúng lúc đó, một anh buôn rượu ở làng cạnh đi qua, thấy ông Thung khấn vái giữa sân có vẻ lạ lùng thì rẽ vào xem xét. Khi thấy con rắn khổng lồ vắt mình trên ngọn cây, anh này bảo, với được con rắn này thì trúng quả rồi, bằng mấy nồi rượu ngon rồi. Ông Thung bảo đó là rắn thần, nhưng anh này cười châm biếm, bảo đó là rắn hổ mang rất có giá. Mặt ông Thung ngăn cản, anh ta cứ trèo lên cây xoài tìm cách tóm rắn. Khi anh này trèo lại gần, con rắn không hề sợ hãi bò đi, mà nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, lưỡi thè ra rất gớm ghiếc. Anh này sợ quá, liền tụt xuống, mặt tái mét, toát mồ hôi, run cầm cập. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đạp xe bỏ chạy. Thế nhưng, lúc sau, ông Thung lại thấy anh ta xuất hiện ở sân nhà ông Rạng. Anh ta bảo, nhìn con rắn to quá, không dám bắt. Tuy nhiên, đi được nửa cây số, nghĩ tiếc của nên quay lại, nhất định bắt con rắn đem bán. Lần này, lấy quyết tâm, anh ta quyết định bắt bằng được con rắn. Thế nhưng, anh ta vừa đi đến gốc cây, bỗng khuỵu xuống, không đứng nổi lên, người run bần bật. Ông Thung phải dìu anh này vào trong nhà để anh ta tỉnh táo, bình tĩnh lại. Anh này kể rằng, ngoài nghề nấu rượu, đêm nào anh ta cũng đi soi rắn, bắt ếch. Rắn to, rắn nhỏ, độc xà, anh cũng đều đã bắt được. Thậm chí, anh còn bắt rắn độc theo đơn đặt hàng. Hễ ai đặt anh bắt rắn gì, nặng bao nhiêu để ngâm rượu hay làm thịt, anh đều tìm được cho. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, nhìn thấy con rắn này, anh bỗng bủng rủng tay chân, không làm chủ được mình. Lúc hoàng hồn, ra sân thì con rắn đã biến mất khỏi cây xoài. Anh này đạp xe học tốc bỏ đi, không bao giờ dám quay lại nữa.
khu nhà bỏ hoang của đại gia đình ông Rạng. Một điều khá lạ lùng là sự xuất hiện của con rắn với tần suất rất cao, nhưng có một dạo thợ rắn tìm đến lại không tìm thấy nơi trú ngụ của nó. Không chỉ ông Thung, ông Lưu, anh ông Rạng, mà anh Đức, anh Hà là hàng xóm với gia đình ông Rạng cũng thường xuyên nhìn thấy con rắn. Đường đi của nó, ông Thung cũng nắm rõ. Nó bò từ phía bờ bụi nhà anh Viết sang sân vườn nhà ông Rạng và anh Út. Tuy nhiên, nó trú ngụ ở đâu, đào hang chỗ nào thì ông Thung chịu. Có một dạo, cách đây độ 3 năm, mấy thợ rắn ở nơi khác nghe tin đã tìm đến săn lùng. Đám thợ này vạch từng bụi cỏ, đóng gạch, bờ ao, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy hang rắn hoặc nơi rắn ở. Cũng không thấy rắn lột xác ở chỗ nào. Có ông thợ đào bới liên tục 3 ngày mà không thấy con rắn đâu. Thế nhưng vài hôm sau, ông Thung lại gặp nó xuất hiện ở vườn nhà ông Rạng. Vật nuôi liên tiếp chết đột ngột và cái chết đầu tiên trong đại gia đình chết chóc bí hiểm. Nhà báo Phạm Ngọc Dương, báo điện tử VTC News, vtc.vn đã ghi chép lại câu chuyện kinh thiên động địa, không thể lý giải này làm tư liệu. Anh đã không đăng báo mà coi đây là tư liệu bí mật. Vật nuôi lăn đùng chết sạch sẽ. Trước khi xảy ra cái chết của anh Trần Văn Viết, thì từ khi phá ngôi miếu rồi đào móng khởi công xây nhà, vật nuôi nhà đại gia đình ông Rạng bắt đầu lăn ra chết một cách bí ẩn. Ông Nguyễn Văn Thung nhớ lại, hôm đó tôi đang làm ở ngoài đồng thì bà Đào, em gái tôi, hớt hải chạy ra bảo tôi sang nhà bà xem có chuyện gì, vì lợn cứ tự dưng lăn ra chết. Tôi bảo cứ về đi, lát xong việc thì qua. Lát sau lại thấy cậu Út chạy ra bảo bác sang xem hổ cháu, có ai đụng lợn thì giết, không thì hết vốn bác ạ. Lúc đó tôi nghĩ chuyện lợn gà lăn ra chết cũng là bình thường, chẳng qua là dịch bệnh, hay nhiều khi ăn no quá nó lăn ra chết rồi ngộ độc, chứ ai nghĩ lại liên quan đến chuyện tâm linh gì đâu. Tôi đến nhà ông Rạng thì đã có hai con lợn của thằng Út chết thẳng cẳng rồi, sùi cả bọt mép. Lúc đó là 5 giờ chiều. Trong chuồng lợn nhà của thằng Út có gần chục con lợn gì đó, mới nuôi được hơn một tháng. Mỗi con nặng cỡ 20-30 kg thôi. Tôi chỉ đạo mọi người vào việc, người mài dao, người nấu nước để thọc tiết làm lông. Lợn vừa chết xong làm thịt ngay thì còn tươi, chứ để vài tiếng sau máu đông, thịt lợn máu thâm xì, bán chả ai mua. Nhưng điều khủng khiếp nhất là tôi cạo lông chưa xong một con lợn thì cả mấy con lợn còn lại trong chuồng đều tự dưng kêu en ét, rồi lăn đùng ra co giật, sùi bọt mép, chết thẳng cẳng. Nhà tôi từ đời tổ đời tông đến nay đều là nông dân chính cống, chỉ biết trồng cấy, nuôi gà nuôi lợn. Rồi cả làng tôi nhà nào chả nuôi vài con lợn lấy phân bón lúa, bón rau. Nhưng tôi chưa từng bao giờ thấy lợn chết nhanh như vậy. Tôi chạy vào cửa buồng nhà Út xem, thấy con lợn rõ ràng đang khỏe, tự dưng kêu en ét, chạy nhảy húc đầu lung tung, rồi lăn đùng ngã ngửa chết thẳng cẳng, chết sùi bọt mép. Dù rất hãi hùng nhìn đàn lợn chết, nhưng khi đó việc chết người chưa xảy ra nên không ai nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ là bọn lợn này bị bệnh đột tử gì đó, có thể do loại virus nào đó tấn công lên não, làm nó chết nhanh. Ngày đó chỗ nọ chỗ kia cũng có dịch tai xanh, nhưng với người nông dân họ không đem đi tiêu hủy mà làm thịt để chén. Lợn vừa chết họ mổ bụng, môi lòng vứt đi, còn thịt để ăn. Ăn chín uống sôi thì chả sợ vi trùng, virus gì cả. Đến khoảng 6 giờ chiều, khi công việc mổ bụng, môi lòng đàn lợn chết đột tử còn đang ngổn ngang, thì đàn gà mấy chục con nhốt trong chuồng bỗng kêu quằn quại, loạn xì ngầu. Ông Thung và mọi người vứt dao thớt chạy đến xem sao. Ai cũng nghĩ chắc có con chuột cống hoặc con rắn tấn công, đàn gà mới kêu la kinh hãi như vậy. Nhưng trong chuồng không có con vật gì cả, chỉ có đàn gà vừa chạy vừa bay, đâm đầu vào tường, vào lưới. Chúng náo loạn tìm cách thoát thân khỏi chuồng, như có ai đuổi bắt, song không tìm được lối thoát. Ngay trước mắt mọi người, đàn gà mấy chục con quang quát một lúc, rồi cắm đầu cào chân bành bạch, chết cứng đờ. Con vịt đẻ trứng kỳ quái. Cái chết của đàn gà bắt đầu khiến mọi người hoảng.
mấy ông hàng xóm sang đụng lợn bỏ chạy khỏi nhà ông Rạng. Mấy đứa cháu nhỏ cũng được di tản đi nơi khác, kẻo lây bệnh từ đàn gà lợn. Đang lúc bàn cãi, không biết sự trí đàn gà và đàn lợn chết bất đắc kỳ tử thế nào, thì sáu con vịt đẻ đi kiếm ăn ở ngoài đồng bơi qua ao, rồi đủng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ ngủ. Đàn vịt vừa lạch bạch đi vào vườn thì kêu lên quạc quạc. Cả sáu con vịt đẻ kêu la chỉ mấy chục giây rồi lăn ra đất giải đành đạch như bị cắt tiết. Chúng giải dụ một lúc thì chết hẳn. Vậy là chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, toàn bộ lợn gà vịt nhà anh Út lăn ra chết tiệt. Sau khi bàn tính, ông Thung bảo, vứt mấy con vịt đi, không làm được đâu, cố gắng làm thịt hết đàn lợn. Còn gà làm được bao nhiêu thì làm, có làm thịt hết thì cũng không bán được đâu. Nghe lời ông Thung, anh Út bịt mồm bịt mũi, nhặt sáu con vịt vừa chết ném xuống ao. Thế nhưng, điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy một con vịt lạch bạch từ ao đi vào vườn. Thấy sự lạ, mọi người chạy ra ao tìm kiếm. Tuy nhiên, năm con vịt vẫn chết nổi lềnh bềnh, chỉ có một con sống dậy. Kiểm tra đàn gà thì con nào cũng cứng đơ, không có khả năng sống lại nữa. Nhắc lại chuyện con vịt đã chết tự dưng sống lại này, ông Nguyễn Văn Thung sởn da gà. Theo lời ông Thung, sau khi sống lại, con vịt không cần sự chăm sóc của mọi người nữa. Nó tự ra đồng kiếm ăn rồi tự làm ổ trú ngụ, chứ không ở trong chuồng. Nó cần mẫn đi tha lá chuối khô, làm cái ổ to tướng ở bụi chuối sát bờ ao. Điều kỳ lạ nữa là nó đẻ nhiều trứng khủng khiếp. Con vịt này làm ổ, đẻ trứng và cứ sống như vậy. Nó chứng kiến lần lượt từng cái chết của đại gia đình ông Rạng rồi mới biến mất một cách bí ẩn. Việc con vịt sống lại rồi tự làm ổ, đẻ trứng quá nhiều khiến mọi người trong gia đình ông Rạng sợ hãi, không ai dám lấy trứng về ăn. Mọi người đều tin rằng con vịt này là do thần thánh ở ngôi miếu nhập vào nên nó mới sống lại được và mới biết tha rác làm ổ, đẻ trứng nhiều như thế. Đàn vịt đẻ này vốn được chăm bẵm cẩn thận, được cho ăn, cho uống, có chuồng ấm áp để ở. Nhưng tự dưng, con vịt này lại biến thành con vịt hoang dã, tự lo được cho mình. Đặc tính của nó hoàn toàn khác so với vịt nuôi, nên mọi người mới có sự liên tưởng như vậy. Ông Nguyễn Văn Thung là người chứng kiến từ đầu đến cuối những cái chết đầy ẩn ức diễn ra với gia đình ông Rạng. Chuyện về con vịt kỳ lạ khiến cả xã vỗ tay quan tâm. Một đồn 10, 10 đồn 100, rồi người ta tin con vịt đó là thần linh. Tuy nhiên, cũng có người trong xóm không tin chuyện đó. Người ấy là ông Hiên. Ông này bảo, thần linh cái đết gì, vịt nào mà chẳng biết đẻ, mà nó đẻ thì phải có ổ, cứ thần thánh hóa lên, đúng là nhố nhăng, mê tín. Ông Hiên quát tháo như vậy, rồi xông đến ổ con vịt để nhặt trứng về ăn. Tuy nhiên, vừa đến gần, thấy con vịt ngồi trên đống trứng mấy trăm quả, phải nhiều cỡ một thúng đầy. Ông này bỗng bủng rủng tay chân, mặt mũi ngơ ngáo, không nói được gì. Ông bỏ về ngay, không dám lấy quả trứng nào cả. Trước khi về, ông còn bảo, đúng là vịt thần, chứ vịt thường làm sao mà đẻ lắm trứng thế? Hồi gia đình ông Rạng đang điêu đứng vì liên tiếp có người qua đời, thì anh hàng xóm bắt con vịt này về. Anh ta có đàn vịt đẻ ngót ngàn con. Đàn vịt này ăn khỏe, chăm tốt, nhưng không hiểu sao đẻ ít trứng. Mỗi ngày đàn vịt ngàn con chỉ được vài trăm quả. Nghĩ rằng con vịt này đẻ khỏe, bắt nó về chắc sẽ được lộc, nên anh đã thực hiện ngay ý định. Anh ta bắt con vịt này về, thả vào đàn vịt của mình, rồi thắp hương trên bàn thờ, cầu thần linh phù hộ cho đàn vịt đẻ sòn sòn. Thế nhưng điều kinh hãi xảy ra, ấy là ngày đêm hôm đó, đàn vịt ngàn con nhà anh kêu quằng quạc, làm náo loạn cả xóm nhỏ. Anh này bật điện rồi cầm đèn ra soi, nhưng tuyệt nhiên không thấy rắn chuột đâu cả. Đàn vịt hoảng loạn như thể có cày cáo đến săn mồi. Điều kinh dị hơn nữa là sớm hôm sau, đàn vịt ngàn con mỗi đêm cho vài trăm trứng, nhưng lại không đẻ được quả nào. Nghĩ rằng đã mạo phạm thần linh nên anh này bắt con vịt đó thả về vườn nhà ông Rạng. Sau này, khi đại gia đình ông Rạng, người chết, người bỏ đi, không ai dám đến khu vực này nữa, thì cũng không ai để ý đến con vịt. Giờ nó ở đâu,
còn sống hay đã chết thì không ai biết, nhưng con vịt kỳ lạ thì được người dân trong xóm thiêu dệt rất khủng khiếp. Sau một ngày chết chóc như ngã rạ của lợn gà vịt của nhà anh Trần Văn Úc, thì sau đó lợn gà vịt nhà ông Rạng cũng đều lăn ra chết cả. Đại gia đình này không nuôi được con gì nữa. Lợn nuôi 10 con, chết cả 10. Nuôi 2 con, chết cả 2. Nuôi 1 con cũng chết luôn. Điều lạ hơn nữa là bọn lợn cứ nuôi được chừng 1 tháng, nặng cỡ 20-30 kg thì mới đột nhiên lăn ra chết. Gà vịt thì cứ đến khi chuẩn bị làm thịt được thì mới chết. Sau đại gia đình gặp tang gia nhiều quá thì chẳng ai còn tâm trí đâu nuôi con gì nữa. Chỉ có mỗi con vịt vẫn đẻ trứng đều đều, nhưng không ai dám lấy trứng để ăn. Cái chết đầu tiên. Sau cái chết của đàn vật nuôi xảy ra ở nhà anh Úc, thì đại gia đình ông Trần Văn Rạng đón nhận nỗi đau buồn đầu tiên. Đó là cái chết của anh Trần Văn Viết, anh trai của anh Úc. Anh Viết sinh ra đã là chàng trai khỏe mạnh, vằm váp. Đến tuổi trưởng thành thì lấy thôn nữ ở xã Bên, cách Vũ Tây chưa đầy 10 cây số làm vợ. Vợ chồng được ông bà Rạng chia cho mấy sào ruộng, tích cực cày cuốc, trồng cấy mới đủ ăn. Để có thêm đồng ra đồng vào, anh Viết chịu khó đi làm thuê làm mướn. Do cuộc sống không dư giả nên anh chị mới đẻ được một cháu trai. Dự tính xây nhà xong, tích góp được một chút mới tiếp tục đẻ đứa nữa. Có chút vốn liếng, vợ chồng anh Viết xin ông bà Rạng cho ra ở riêng. Ông bà Rạng cắt cho một mảnh đất chừng 200 mét, ngay trước mặt, chết về phía tay phải nhà bố mẹ, cạnh bờ ao. Vợ chồng anh Viết đã xây một ngôi nhà, dù là nhà cấp 4, lợp ngói, song khá rộng rãi, khang trang, có sân vườn đầy đủ. Ngôi nhà quay cùng hướng đông với nhà ông bà Rạng, và quay lưng về phía nhà bố mẹ, nhưng vẫn đi chung một ngõ. Anh Viết xây nhà xong một thời gian, thì cậu em Trần Văn Úc đã phá ngôi miếu để xây nhà riêng cho vợ chồng mình. Vậy là trên mảnh đất rìa xóm chính có 3 ngôi nhà của 3 bố con ông Rạng quây quần bên nhau. Hồi xảy ra sự việc, cậu con duy nhất của vợ chồng anh Viết mới tròn 5 tuổi. Ngay khi anh Trần Văn Úc khởi công xây nhà, thì anh Viết, anh trai của Úc, tự dưng hay ốm đau, khật khừ, tính tình trở nên khó hiểu. Lúc anh kêu đau chỗ này, lúc kêu đau chỗ kia, nhưng đi khám thì chẳng ra bệnh gì. Anh này cũng không ăn uống gì lạ, chỉ ăn con cua, con cá bắt được ở cánh đồng dưới ao. Do hay kêu đau, đi khám lại không ra bệnh, nên có người đặt câu hỏi rằng, hay là anh này bị thần kinh? Một đám tang trong gia đình ông Rạng. Trước hôm chuẩn bị đổ mái nhà em trai, anh Viết tự dưng rú lên sợ hãi, rồi lăn đùng ra đất, co giật. Mắt cứ trợn lòng trắng, như thể sắp lòi ra ngoài. Thấy tính mạng anh Viết có vẻ gặp nguy hiểm, nên cậu Út nổ xe máy, mọi người lấy vỏ chăn quấn chặt anh Viết, rồi một thanh niên ngồi sau xe máy ôm, phóng nhanh lên thị xã, cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho anh nhập phòng cấp cứu, cho thở oxy. Được tiêm thuốc trợ sức, thở bình oxy nên anh Viết dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì. Trong máu anh Viết cũng không có dư lượng chất độc nào cả. Nằm viện được vài hôm, khỏe lại như thường, anh được xuất viện. Khi đó, các loài vật ở nhà anh Úc, anh Viết và của bố mẹ đã lăn ra chết rải rác sạch sẽ. Chỉ còn mỗi con vịt đẻ kỳ quái là sống khỏe, nên gia đình đã sợ hãi, nghĩ đến chuyện thần linh trách phạt. Mọi người cũng liên hệ chuyện thần linh quở phạt với sự đau yếu, đặc biệt là cảnh tượng lăn đùng ra đất co giật đến mức suýt chết mà không tìm ra bệnh của anh Viết, khiến không khí trong gia đình càng trở nên ngột ngạt. Từ bệnh viện về nhà buổi chiều, thì đến đêm anh Viết có vẻ đuối sức, cứ đi lại khật khừ. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Văn Thung chạy sang thì thấy mọi người ngồi trong nhà đông đúc, còn anh Viết ngồi trên giường, mặt mũi cứ tái nhợt. Anh Viết chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã. Bà Đào, em gái ông Thung, mẹ đẻ anh Viết, thì cứ liên tục đốt nhang, khấn vái ở bàn thờ. Bà khóc lóc cầu xin thánh thần tha mạng cho cậu con trai của mình. Tầm 8 giờ sáng, anh Viết đòi nằm xuống giường. Anh nằm ngửa, cứ liệm đi,
rồi chết. Một cú giật cứng người và anh ra đi mãi mãi. Chị vợ anh viết là người phụ nữ dũng cảm mạnh mẽ, trong khi mọi người đổ chuyện chồng mình chết do thánh thần quả phạt, do phá miếu nơi con rắn thần cư ngụ, thì chị không tin. Chị còn đứng giữa sân xa xả, tuyên bố không sợ thần thánh, ma quỷ gì cả. Sau này, lần lượt từng thành viên trong gia đình nhà chồng lăn ra chết, chị vẫn là người cán đáng chính mọi việc, lo ma chay chu toàn cho cả nhà chồng. Ông Thung là người gan dạ, song cũng phải nể người phụ nữ này. Ông thường trêu đùa chị là con gái trong, tức là phụ nữ nhưng mạnh mẽ như đàn ông. Tuy nhiên, sự việc xảy ra với gia đình mình quá kinh hãi, liên tiếp những cái chết không tìm được nguyên nhân khiến chị cũng phải chần lòng. Dân làng, những người trong gia đình đồn rằng thánh thần sẽ bắt hết những người trong dòng họ Trần, nên chị đâm ra lo lắng cho sinh mệnh cậu con trai duy nhất của mình. Và sự việc xảy ra đúng như lời đồn đại. Cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh viết liên tiếp lăn ra ngất sau khi xảy ra cái chết của bố, cùng chú, ông nội. Đã mấy lần gia đình phải cấp tốc đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện. Cũng như bố, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân khiến cháu bé này liên tục bị choáng, ngất, co giật, sùi bọt ở miệng. Sợ hãi quá, chị đã phải gửi con về quê ngoại, cách quê nội chừng 10 cây số. Điều đặc biệt là cháu ở nhà ngoại thì không sao, nhưng có việc về quê nội thì lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hôm tổ chức trăm ngày cho ông nội, cháu bé đã lăn ra ngất cùng với nhiều người trong gia đình. Đó là hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Cũng may gia đình đưa đi bệnh viện kịp thời nên mạng cháu còn giữ được. Dù là người gan dạ nhưng sợ hãi lời đồn thánh thần bắt những người trong họ Trần, nên nghe lời mọi người, chị đã cho cháu làm con nuôi một gia đình khác, để cháu mang họ khác, là người của gia đình khác, không có cớ nào để thần thánh bắt đi nữa. Tuy nhiên, dù cháu đã là con của dòng họ khác, nhưng khi về nhà làm tang lễ cho người thân, cháu bé vẫn lăn ra ngất. Đến hôm bà Nguyễn Thị Đào, mẹ chồng chị mất mạng, mọi người mới giật mình nhận ra rằng thần thánh đã bắt cả người ngoài dòng họ, vì bà Đào chỉ là dâu, mang họ khác. Đúng hôm bà Đào mất, ngay trong đêm, mọi người đã đưa hai mẹ con trốn khỏi ngôi làng nhỏ ở xã Vũ Tây. Đích thân mấy người trong họ Trần cùng những người bên ngoài đã góp tiền rồi đưa hai mẹ con lên tận bến xe thành phố để vào tuột trong Nam, tránh xa vùng đất với đại gia đình đang chìm trong chết chóc khủng khiếp với lời đồn thánh vật vô cùng sợ hãi, nghiêm trọng. Hai mẹ con sống trong Nam từ đó đến nay không dám về lại quê chồng ở xã Vũ Tây nữa. Tấn thảm kịch khủng khiếp trong buổi trăm ngày của ông Trần Văn Rạng. Trong lễ cúng trăm ngày ông Trần Văn Rạng, một tấn thảm kịch khủng khiếp đã diễn ra. Khi mọi người đang làm lễ cúng thì cháu Khánh ngã bật ngửa chết tại chỗ. Bà Đào, vợ ông Rạng, chết trên đường đến bệnh viện. Người con của ông Rạng là anh Trần Văn Úc bất tỉnh tại chỗ, phải đi cấp cứu, nhưng chết sau đó nửa tháng. Rất nhiều con cháu, anh em trong lễ cúng trăm ngày của ông Rạng cùng ngất xỉu. Dựng lại miếu thiêng. Sự việc anh Trần Văn Viết chết kỳ lạ rồi vật nuôi chết chóc sạch sẽ khiến đại gia đình ông Trần Văn Rạng, Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình hoang mang tột độ. Lời đồn do phá miếu thiêng nơi con rắn trú ngụ khiến không chỉ đại gia đình này mà cả khu dân cư sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ đến khi xảy ra cái chết của ông Trần Văn Rạng thì nỗi sợ hãi mới dâng cao khủng khiếp. Ngay khi anh Viết qua đời, mọi việc xây dựng nhà cửa đình lại. Ông bà Rạng cùng con cháu chạy ngược xuôi tìm thầy cúng bái ghê gớm với mong muốn được tai qua nạn khỏi. Nhiều thầy cúng đã đến tận nơi làm lễ, trấn yểm, và đại gia đình đã lấy lại niềm tin, đỡ sợ hãi hơn. Giải quyết xong chuyện tang ma cho anh Viết thì gia đình bàn tính chuyện tiếp tục cất nóc nhà anh Út. Tuy nhiên, việc này chưa kịp thực hiện thì ông Rạng có biểu hiện lạ. Ông Rạng từng đi bộ đội, ra sống vào chết. Tuy nhiên, ông may mắn là không bị thương tích gì, cũng không bị nhiễm chất độc hóa học. Về quê, ông làm nông dân, dù tuổi cao nhưng sức vóc vẫn như thanh niên. Ông Rạng vốn không tin chuyện thánh thần ma quỷ,
nhưng những sự kiện kỳ lạ diễn ra liên tiếp với gia đình khiến ông không khỏi hoang mang, nên cũng tin vào chuyện cầu cúng lễ bái. Thật khó có thể tin nổi, rơi vào hoàn cảnh đó, ông Rạng lại có biểu hiện lạ, tâm tính thay đổi, thỉnh thoảng rơi vào trạng thái vật vờ, ngờ nghệch. Sức khỏe ông cứ yếu dần, gia đình hết sức lo lắng, liên tục đưa ông đi bệnh viện mỗi khi ông kêu mệt hay tay chân run lẩy bẩy. Các bác sĩ làm đủ các loại xét nghiệm, chiếu chụp đều chẳng tìm ra nguyên nhân căn bệnh từ cơ thể ông Rạng. Ông Rạng vốn thỉnh thoảng cũng uống rượu, nhưng mỗi bữa chỉ một hai chén. Tuy nhiên, thời điểm đó ông uống rượu nhiều hơn, dường như ông uống để muốn quên đi nỗi sợ hãi, lo lắng, hoặc để khỏi phải suy nghĩ về những hiện tượng kỳ cục đang diễn ra với gia đình mình. Cái gì đến cũng đã đến. Đúng một tháng sau ngày con trai Trần Văn Viết mất, ông Trần Văn Rạng đã đột ngột qua đời sau một cơn co giật cứng người giống hệt anh Trần Văn Viết. Cái chết của ông Rạng khiến đại gia đình hoang mang cực độ. Con cháu ở khắp trong Nam, ngoài Bắc đã tụ họp về nhà. Lễ tang ông Rạng diễn ra long trọng, tiếng khóc lóc thảm thương của con cái khiến xóm làng rơi lệ. Ngôi miếu gia đình ông Rạng dựng lại. Tang gia bối rối xong, đại gia đình họ Trần hợp lại và tiến cử ông Trần Văn Lưu là chú ruột của ông Rạng, trưởng chi họ Trần trong gia đình, đứng ra lo liệu mặt tâm linh. Sau khi gặp gỡ nhiều thầy bà, ông Lưu đã mời được thầy Dược ở xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình. Ông Dược không chỉ là thầy cúng nổi tiếng trong tỉnh, mà còn nổi tiếng với tài xem phong thủy, địa lý, trấn yểm long mạch. Sau khi làm lễ lớn tại điện ở nhà mình, ông Dược xuống tận nhà ông Rạng. Ông thầy này bỏ mấy ngày liền đi khắp khu vực, tìm hiểu từng gốc cây bụi cỏ, đền, miếu, ao mương. Ông kết luận rằng, ngôi miếu mà các cụ nhà ông Rạng dựng nên trong phần đất nhà mình thực ra là để trấn yểm long mạch. Việc phá ngôi miếu đã vô tình làm hỏng long mạch, nên theo ông ta, chuyện chết chóc tất yếu xảy ra. Ông thầy này cũng lớn tiếng khẳng định rằng, may mắn gia đình gặp được thầy cao tay, nếu không thì sẽ chết hàng loạt. Sau lễ cúng linh đình, xin thần linh thổ địa bỏ qua sự mạo phạm của người Trần mắt thịt, có mắt như mù. Ông đã xem xét kỹ lưỡng và cắm phần đất sát bờ ao cạnh bụi tre ngay trái căn nhà ngang của vợ chồng anh Trần Văn Úc từng ở, và yêu cầu gia đình lập tức dựng ngôi miếu nhỏ tại điểm ông chọn. Ông thầy này bảo rằng, gia đình đã mời các thần đến ngự để trấn yểm long mạch, nên phá miếu đuổi thần đi, khác nào mở cửa rước quỷ vào nhà. Ông thầy này yêu cầu dừng việc xây nhà, lập tức khởi công xây miếu. Khi nào xây xong miếu, mời các vị thần đến ngự, rồi muốn làm gì thì làm. Khi đó, lời của ông thầy Dược kia là sấm truyền, đại gia đình họ Trần này đâu dám trái lời. Chỉ vài ngày xây dựng, ngôi miếu nhỏ chỉ cỡ 2 mét vuông đã được hoàn thành. Tại ngôi miếu ấy, ngày đêm vợ con ông Rạng hương khói nghi ngút. Chẳng biết việc khói hương có giúp những người trong gia đình này giữ được tâm hồn thanh tịnh hay không. Nhưng những câu chuyện thần bí và khói hương mờ ảo dường như càng làm cho lời đồn thánh thần nổi giận vật người ở ngôi làng thôi lôi giữa cánh đồng này càng thêm khủng khiếp, rợn gái. Cúng trăm ngày, ngày oan nghiệt. 100 ngày mất của ông Trần Văn Rạng rồi cũng đến. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới thấy mà ngôi mộ ông Rạng cỏ đã xanh rì. Trước hôm trăm ngày, bà Nguyễn Thị Đào, vợ ông Rạng, thường gọi theo tên chồng là bà Rạng, cùng con cháu ra đồng dãy cỏ mọc lúc gói. Nhìn cảnh cỏ mọc trùm kín, lấp mất tấm bia nhỏ, chỉ có nhọn tên tuổi và ngày tạ thế của ông chồng. Bà Đào rưng rưng nước mắt. Ông Rạng là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của bà và con cháu mấy chục năm nay. Ấy vậy mà. Bà thắp nén nhang, cầu mong ông ở nơi chín suối được ngậm cười. Ông sống khôn thác thiên, phù hộ cho con cháu, chứ đừng gọi con cháu đi. Bà mời ngày mai ông về nhà, giữ bữa cơm với con cháu, rồi linh hồn thanh thản về với cõi khác. Lễ cúng cơm trăm ngày ông Rạng diễn ra ấm cúng, con cháu khắp nơi kéo về đông đủ. Bàn thờ ông Rạng bài trí đơn sơ, với bát nhang, di ảnh, lọ hoa, chén nước, đĩa muối, bát cơm, quả trứng, ngọn nến leo lét cháy.
mâm cơm được bày trước bàn thờ, con cháu thắp nén nhang thơm. Ông Lưu thay mặt gia đình cúng bái, mời linh hồn ông Rạng cùng tổ tiên về thụ hưởng. Phong tục cúng trăm ngày ở khắp đất Thái Bình đều như vậy. Người ta tin rằng 100 ngày sau khi chết, linh hồn người chết vẫn còn quyến luyến người thân, hồn vía còn nặng, chưa thể siêu thoát được. Sau khi cúng trăm ngày, người chết sẽ đoàn tụ với tổ tiên, người sống cũng không nên quyến luyến nhiều nữa. Sáng hôm làm trăm ngày cho ông Rạng, ông Nguyễn Văn Thung, anh vợ ông Rạng cũng có mặt. Từ ngày xảy ra sự việc, gần như ngày nào ông Thung cũng đáo qua nhà em gái. Ông cũng tích cực cùng ông Lưu chạy đôn chạy đáo mời thầy cúng, thầy bói làm lễ, giải hạn. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, khi ông Lưu bắt đầu làm lễ cúng bái, thì con cháu đã tụ họp ngồi trên mấy chiếc chiếu quây quần trước bàn thờ. Lúc đó, bỗng dưng ông Thung thấy mệt và bảo bà Đào: "Tự dưng tôi thấy mệt, chả thiết ăn uống gì đâu. Tôi về nhà nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm ở nhà, rồi tôi sang sau. Cô cúng bái ông ấy rồi ăn uống đi nhé. Lát nữa hàng xóm kéo sang đông, mãi nước non rồi lại không ăn được gì đâu." Ông Thung nói xong chuẩn bị ra về thì cậu bé Trần Quốc Khánh, khi đó mới 6 tuổi, con trai của anh Trần Văn Úc và chị Vũ Thị Nhung, từ nhà tắm đi ra, khăn tang quấn đầu, tiêu tích theo mẹ đòi được cúng ông nội. Thằng bé Khánh sống với ông từ nhỏ, được ông nội bồng bế, chăm bẵm từ khi lọt lòng, nên quấn ông hơn cả bố mẹ. Mới 6 tuổi, nhưng Khánh khôn lớn, phọng phao, da trắng như bột, đôi mắt to đen lái, toát lên vẻ thông minh, láo lĩnh. Từ ngày ông mất, bé Khánh rất buồn, thi thoảng nhìn di ảnh ông nội, Khánh lại khóc đòi ông. Hôm trước, khi bà Đào và mấy người ra mộ ông Rạng dọn cỏ, Khánh cũng đi theo. Sáng hôm nay, mọi người thắp hương ở mộ, Khánh cũng thắp hương cho ông, đòi ông về bế Khánh. Do nghĩa địa xăm sắp nước, lầy lội bùn đất dính lên quần áo, nên được mẹ tắm táp cho sạch sẽ. Vừa tắm xong, Khánh đã đòi ngồi cúng ông nội cùng với mọi người. Bé Trần Quốc Khánh vừa ngồi xuống, chắp tay lại ông, chưa nói câu gì, bé bỗng lăn ụp ra chiếu. Ông Nguyễn Văn Thung sợ hãi, nhớ lại: "Lúc đó tôi vừa dặn dò bà Đào, chuẩn bị ra về, thì cháu Khánh bỗng ngã lăn ra chiếu, lên cơn co giật, sùi bọt ở mép, mắt cứ trợn lên. Tôi có cảm giác như cháu bị ngạt thở, hoặc lên cơn đau tim đột ngột. Cháu không nói được gì. Chỉ vài phút sau, khi mọi người còn đang hoảng loạn, chưa biết tính toán thế nào, thì cháu đã tắt thở." Nhìn thấy cháu Khánh như vậy, tự dưng tôi thấy choáng váng đầu óc, mất thăng bằng hoàn toàn, rồi đổ kềnh ra đất, không biết gì nữa. Sau mọi người mới kể lại là tôi lăn ra bất tỉnh, gọi mãi không dậy. Khi đó gia đình náo loạn lắm, không biết xử trí tôi thế nào. Thấy tôi vẫn còn thở, nên gọi người nhà tôi sang khênh tôi về. Còn cháu chườm nước mát, sức dầu gió một lúc thì tôi tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại, đầu óc nhận biết rõ mọi thứ, hình dung lại được mọi việc. Nhưng người thì mệt lử, cảm giác như bị rút mất hết sức lực. Tôi nằm đến 3 giờ chiều, thì bên nhà ông Rạng chạy sang, báo là bà Đào, em gái tôi vừa qua đời. Lúc đó dù mệt lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng gọi con chở tôi lên bệnh viện đa khoa tỉnh ở thị xã. Chiều hôm đó, ông Nguyễn Văn Thung mới biết sự thể diễn ra tại lễ cúng trăm ngày của ông Rạng cực kỳ khủng khiếp. Ngay khi cháu Khánh qua đời, ông Thung ngất xỉu thì hàng loạt người có mặt đều bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên, một lúc sau thì hầu hết đều tỉnh lại. Riêng bà Đào, anh Úc và vợ là chị Nhung là bị nặng nhất. Cả ba mẹ con bà Đào đều bị những cơn co giật rúm người, mặt mũi méo xệch, mắt mũi trợn ngược, nhìn rất hãi hùng. Anh Úc đang ngồi trên ghế mà cơn co giật mạnh đến nỗi đổ ghế bật ngửa ra sau bất tỉnh. Đại gia đình đã xúm vào đưa bà Đào, anh Úc, chị Nhung đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Lúc ông Thung lên đến nơi, thấy phòng cấp cứu đóng kín cửa, mọi người đứng ở bên ngoài nói chuyện rầm rì. Bên trong phòng cấp cứu, bà Đào nằm bất động trên giường, đeo mặt nạ thở oxy. Bàn thờ những người trong gia đình ông Rạng qua đời một cách bí ẩn. Ông Nguyễn Văn Thung buồn bã nhớ lại cái chết đột ngột của em gái. "Lúc tôi lên bệnh viện, thấy khuôn mặt mọi người đều buồn bã,
nên tôi biết có chuyện chẳng lành. Lát sau thì tiếng còi hú xe cấp cứu vang lên, rồi bác sĩ đưa cô ấy lên xe. Họ không cho người nhà lại gần. Tôi nhìn thấy cô ấy vẫn đeo mặt nạ bình thở oxy. Mấy người bảo cô ấy đã chết, nhưng tôi không tin. Tôi tưởng họ đưa lên tuyến trên ở Hà Nội. Nào ngờ xe chạy ngược về Vũ Tây. Con trai chở tôi bằng xe máy chạy sau xe cấp cứu. Người thì bảo cô Đào chết rồi, người bảo vẫn còn sống. Nếu không còn sống thì cho thở bình oxy làm gì? Nhưng xe chạy về đến đầu ngõ thì cô y tá gỡ bình oxy khỏi mặt cô ấy và yêu cầu mọi người đưa cô ấy vào trong nhà. Lúc đó tôi mới biết cô ấy đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ vẫn cho đeo bình thở để đánh lạc hướng mấy chục người trong gia đình ông Rạng. Có lẽ họ không công bố rộng rãi cái chết của bà ấy ở bệnh viện để tránh làm náo loạn lên, gây hoang mang cho mọi người. Trong gia đình, tôi thương cái Đào nhất. Cô ấy hiền lành như cục đất, chỉ biết cắm cúi chăm chỉ làm lụng, chăm lo cho chồng con, chưa bao giờ có điều tiếng gì với gia đình hàng xóm cả. Nghe tin em gái mình chết, ông Thung lại quỵ xuống. Vừa đau buồn vì mất em gái, vừa mệt mỏi sau lần ngất hồi trưa, còn chưa khỏe lại, nên ông không còn chút sức lực nào. Em gái chết nằm đấy, mà con cháu lại phải khênh ông Thung về nhà nằm, vì ông không làm được gì nữa. Nhà ông Rạng thì còn loạn cả lên với cái chết của cháu Khánh. Rồi vợ chồng anh Út, chị Nhung vẫn đang thập tử nhất sinh ở Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Thái Bình, chưa biết sống chết thế nào. Buổi trưa cúng 100 ngày cho ông Rạng hôm ấy, rất nhiều người lăn ra ngất, hai người chết, mấy người phải cấp cứu, khiến dân tình náo loạn, không ai dám bén mảng đến nhà ông Rạng nữa. Lúc ông Thung tỉnh táo lại, gượng ngồi dậy được, liền sai con cháu chạy sang nhà ông Rạng xem tình hình thế nào. Nhưng chỉ có một người con dám sang. Nhìn cảnh hai chiếc quan tài, một của bà, một của cháu kê trong nhà, chỉ có lèo tèo vài người lớn tuổi ngồi trong áo quan mà nơm nớp lo sợ. Người con này chạy về báo với ông Thung. Ông Thung đau xót quá mới bắt con gái dìu sang hương khói cho em gái. Ông cũng yêu cầu con cháu, anh em nhà mình sang giúp đỡ gia đình ông Rạng, bởi đại gia đình ông Rạng đang trong cơn bấn loạn khủng khiếp. Tang lễ bà Nguyễn Thị Đào và cháu nội Trần Quốc Khánh diễn ra trong không khí sầu thảm. Người dân trong xóm xót thương rơi lệ, nhưng chẳng ai dám đến tiễn đưa. Người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn đám con cháu họ Trần đẩy xe tang, khóc thương ai oán. Nhớ lại cảnh đau buồn đó, ông Thung thắc mắc. Thầy cúng, thầy bói, rồi người dân đều đồn rằng vì gia đình ông Rạng phá miếu nên thánh thần bắt người trong gia đình họ Trần. Em gái tôi là họ Nguyễn, chỉ làm dâu, có làm gì nên tội, sao thánh thần lại bắt đi chứ? Tôi cũng không hiểu như thế là sao nữa. Khi mộ bà Đào đã đắp xong, mọi người làm lễ cúng cơm 3 ngày, thì chị Vũ Thị Nhung được xuất viện. Mọi người đưa chị về nhà để chị thắp nén nhang, quỳ gối trước di ảnh mẹ chồng và khóc ngất trước di ảnh cậu con trai duy nhất. Không để chị Nhung ở lại lâu, gia đình đã đưa ngay về nhà cha mẹ đẻ ở xã Vũ Đông, để tránh thảm họa được đồn đại là thánh vật đang diễn ra thảm khốc tại nhà chồng. Những ngày ở nhà bố mẹ đẻ, dù vô cùng đau buồn vì cái chết của mẹ chồng, của cậu con trai duy nhất, rồi người chồng đang đấu tranh giành sự sống với tử thần ở bệnh viện. Nhưng chị Nhung không ngất lần nào. Thế nhưng, hễ cứ về nhà chồng, lập tức chị run lẩy bẩy, có dấu hiệu xảy ra hiện tượng bị co giật. Hãi quá, không ai cho chị về nhà nữa. Di ảnh bố con anh Trần Văn Út. Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Thái Bình, rồi một số bệnh viện ở Hà Nội, anh Trần Văn Út đã được ra viện. Mọi người khuyên can nên về nhà vợ ở xã Vũ Đông ở tạm, chờ thời gian nữa hãy về nhà mình. Nhưng anh Út không nghe. Anh bảo rằng nếu thánh thần nhất quyết bắt anh thì dù ở nhà vợ hay ra nước ngoài, thánh thần cũng sẽ bắt được. Anh muốn về nhà hương khói cho bố mẹ, anh trai và cậu con trai duy nhất. Chị Nhung thấy chồng nhất quyết về nên cũng can đảm theo chồng về nhà. Và mất mát tiếp tục diễn ra đối với gia đình ông Rạng. Đó là sự ra đi đột ngột sau cơn co giật cứng người của anh Trần Văn Út. Bữa đó, vợ chồng anh Út đang ngồi ăn cơm trên ghế, thì anh Út làm rơi bát,
co rúm người, ngã vật xuống đất và tắt thở, không kịp trăn trối câu gì. Chị Nhung nhìn chồng ngã vật ra đất, bỗng cứng đờ người, không há nổi miệng kêu cứu. Cắm khẩu độ mấy phút thì chị cũng bất tỉnh luôn, tiểu hết ra cả quần. Mấy người thân trong gia đình đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống được chị. Anh Út chết quá nhanh, không thể cứu nổi nữa. Theo ông Bùi Văn Nghĩa, phó chủ tịch xã Vũ Tây, sự việc chết chóc xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Rạng đến nay vẫn là bí ẩn, chưa ai giải thích được. Tôi là người theo dõi bi kịch gia đình ông Rạng từ đầu đến đuôi và quả thực thấy mọi người đều sợ hãi. Nhưng chuyện ấy đã trôi qua mấy năm rồi, giờ đã khép lại. Chỉ tiếc là rất nhiều nhà khoa học đã về nghiên cứu nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Còn việc đồn đại thánh vật thì tôi hoàn toàn không tin. Gia đình ông Rạng có phá cây hương thật, nhưng đó chỉ là cây hương nhỏ ở trên đất nhà ông Rạng, nên ông ấy có quyền tự quyết. Việc phá cây hương là chuyện bình thường thôi, chứ có gì sai phạm về mặt tâm linh đâu. Hơn nữa, gia đình ông ấy cũng chỉ di chuyển cây hương ra chỗ khác, chứ có phải phá bỏ hẳn đâu. Cả trăm nhà tâm linh kỳ lạ không hóa giải nổi vận hạn khủng khiếp. Sau cái chết bất đắc kỳ tử của bà Nguyễn Thị Đào và cháu nội Trần Quốc Khánh cùng hàng loạt người bất tỉnh nhân sự tại lễ cúng trăm ngày của ông Trần Văn Rạng, thì đại gia đình và nhân dân xóm chính Vũ Tây Kiến Sương Thái Bình hoang mang tột độ. Không khí và khung cảnh ngôi làng thôi lôi giữa cánh đồng khi đó quả thực vô cùng nghiêm trọng. Hàng trăm nhà tâm linh vào cuộc cũng không ngăn được thảm họa kinh hoàng. Khoa học bó tay. Sự việc kỳ lạ này không còn giới hạn trong xóm chính mà đã lan ra khắp tỉnh. Đích thân bà Hà Thị Lãm, khi đó đương chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, đã nhiều lần về tận nơi chỉ đạo sát sao các lực lượng chức năng cùng vào cuộc, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền để bà con an tâm sinh sống. Lực lượng công an cũng vào cuộc điều tra, truy tìm nguyên nhân những cái chết xảy đến với gia đình ông Trần Văn Rạng. Theo lời ông Nguyễn Văn Thung, nhiều cán bộ an ninh đã túc trực ở nhà ông và nhà ông Rạng suốt ngày đêm để nắm tình hình. Có tới mấy chục nhà khoa học cũng vào cuộc. Các nhà nghiên cứu đã về tận nơi lấy mẫu vật đất xung quanh nhà, lấy nước trong bể, nước ở ruộng, nước giếng đem đi phân tích. Họ còn lấy rau cỏ trong vườn, ngoài ruộng, mẫu gạo, thóc trong nhà đem đi. Thậm chí, một nhóm nhà khoa học đã chuyển các mẫu đất ra nước ngoài để phân tích, tìm nguyên nhân, tốn kém cả tỷ bạc, số tiền rất lớn ngày đó. Ông Thung nhớ lại, hồi đó, ngày nào tôi cũng phải đón tiếp, trả lời mấy ông nhà khoa học. Họ cứ hỏi đi hỏi lại, vặn vẹo lung tung, đến nỗi tôi từ chối không muốn tiếp nữa. Có lúc tôi phải bảo các anh thông cảm, từ sáng đến chiều tôi cứ tiếp các anh, chưa được ăn miếng nào, tôi mà ngã ra đây thì các anh cũng không tìm được nguyên nhân nào đâu, lại chỉ gây thêm hoang mang dư luận mà thôi. Phía trong căn nhà đổ nát của anh Trần Văn Út. Thời điểm đó, cán bộ điều tra đã thu thập mấy tiếng vỏ thuốc trừ sâu vứt ở bờ ruộng cạnh nhà ông Trần Văn Rạng. Từ việc thu thập mẫu vật đó mà người dân đồn ầm lên rằng có việc bỏ độc giết người do thù oán. Tuy nhiên, lời đồn này nhanh chóng bị loại bỏ. Cảnh sát điều tra không tìm ra nguyên nhân, động cơ gây án nào. Gia đình ông Rạng chỉ làm thuần nông, không có mâu thuẫn với ai trong làng ngoài xóm. Những vỏ thuốc trừ sâu chỉ là do người dân bỏ lại bờ mương khi pha thuốc phun ruộng lúa. Đó là việc hết sức bình thường ở vùng quê lúa. Trong quá trình diễn ra thảm kịch, các nhà khoa học cũng không tìm được bất cứ loại chất độc nào tồn tại trong mẫu nước, đất, rau củ quả ở nhà ông Rạng. Điều này cũng đã được các bác sĩ khẳng định lại bằng việc không tìm ra chất độc nào trong máu những nạn nhân tự dưng lăn ra ngất, co giật, chết. Tóm lại, những kết luận của bệnh viện trong quá trình điều trị cho các nạn nhân nhà ông Rạng chỉ là suy nhược cơ thể, huyết áp không đều. Rất nhiều chuyên gia với máy móc hiện đại cũng đã được điều về nhà ông Rạng để đo phóng xạ khu vực sinh sống. Tuy nhiên, người ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở mảnh đất này. Nhiều chuyên gia phong thủy về đây còn khẳng định, mảnh đất với cây cỏ tốt tươi thế này thì không thể có tia đất xấu, phong thủy xấu. Trong con mắt của các nhà phong thủy,
mảnh đất nhạo rạng có tới hai mặt là cánh đồng thoáng mát, sạch sẽ trong lành, là chỗ đắc địa để sinh sống. Và cho đến tận hôm nay, các kiến thức, trí tuệ cũng đã điều bó tay trước những cái chết kỳ lạ này. Câu trả lời cho những cái chết xảy đến với gia đình ông Rạng vẫn được gia đình, xóm làng, kể cả chính quyền địa phương mong chờ. Không có được kết luận chính xác thì người dân với vốn hiểu biết chưa ra khỏi lũy tre làng chỉ có thể đổ cho nguyên do thánh vật. Không biết bấu víu vào đâu, đại gia đình ông Rạng chỉ biết trông chờ vào những ông thầy cúng, thầy bùa. Nhưng khi sự việc trở nên đình đám, họ Trần ở làng này không phải đi tìm thầy nữa, mà thầy cúng, thầy pháp, thầy bùa, nhà ngoại cảm ở khắp cả nước tự đến tìm cách hóa giải kiếp nạn giúp gia đình. Những nhà tâm linh kỳ lạ. Khi gia đình ông Rạng liêu siêu, thì ông Nguyễn Văn Thung và ông Trần Văn Lưu là người đứng ra lo liệu mọi việc cho gia đình ông Rạng, kể cả mặt tâm linh. Ông Thung bảo, suốt thời điểm kéo dài cả năm trời, ông không nhớ nổi đã có bao nhiêu thầy bà đến giúp. Có lẽ con số phải lên đến cả trăm người. Có những hôm, thầy cúng, thầy tâm linh, nhiều đến nỗi ngồi kín nhà, tràn ra cả sân. Họ tự chuẩn bị lễ, tự lo ăn uống và làm việc thiện giúp gia đình. Chứ gia đình ông Rạng, khi đó người chết, kẻ bệnh, kinh tế cạn kiệt, không còn sức lực nào để lo cho những ân nhân đó nữa. Trong số những ông thầy cúng, thì ông Nhung ấn tượng với ông thầy Phương ở xã Vũ Đông. Ông này vốn được mời đến để lo phần âm giúp gia đình ông Rạng ngay từ những ngày đầu. Hôm trăm ngày, ông Rạng, thầy Phương cũng được mời đến. Sau khi cúng bái, ông này tuyên bố hăng lắm. Ông nói, chỉ có ông mới trị được, không ai làm được chuyện này. Thế nhưng, ông vừa tuyên bố xong thì hàng loạt người lăn ra bất tỉnh. Người chết tại chỗ, người chết ở bệnh viện, người phải đi cấp cứu. Sau sự việc đó, ông Phương cũng quay lại làm tiếp. Ông lập đàn ngũ phủ 5 tầng, lễ bái ghê gớm ở ngôi miếu. Tuy nhiên, đàn đốt nhang, lửa cháy đùng đùng, tin rằng sức mình không làm nổi. Ông này bỏ chạy thoát thân, không dám quay lại nữa. Ngôi nhà ông Rạng cửa kính then cài, không có ai ở. Sau khi bà Đào chết được vài hôm, thì mấy chục người đi trên một chiếc xe lớn đến tận nhà ông Rạng. Họ giới thiệu là hội tâm linh ở mãi Sài Gòn. Ông Thung cũng không biết vì sao họ nắm rõ thông tin về nhà ông Rạng. Họ không hỏi gia đình điều gì, cũng không làm phiền đến gia đình. Họ chỉ xin một chỗ trong sân để làm lễ. Ông Thung kể, tôi tiếp xúc với một người trong hội đó, thì họ bảo do bề trên yêu cầu họ về tận làng để giúp gia đình ông Rạng tai qua nạn khỏi. Mấy chục người ngồi thành hàng thành lối, không ai nói câu gì, họ tụng kinh hộ niệm hay giải nghiệp gì đó trong vòng 30 phút. Làm lễ xong, họ bảo gia đình cứ yên tâm sinh sống, từ nay không phải lo lắng chuyện ma hành thánh vật nữa. Họ đã giải hoàn toàn nghiệp chướng cho gia đình. Nói xong, họ ra về, rồi vào thẳng Sài Gòn. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao họ lại nhiệt tình như thế. Họ đi về vất vả mấy ngày trời, chỉ để ngồi tụng kinh mấy chục phút. Nhưng rồi công sức của họ cũng còng cốc. Những người trong gia đình ông Rạng, rồi hàng xóm vẫn cứ lăn ra dãy đành đạch. Người chết, người phải đi viện cấp cứu. Trong số các nhà tâm linh, còn có một người phụ nữ là tiến sĩ. Cô này được các đệ tử đi theo giới thiệu là đã có nhiều năm học ở Trung Quốc, chuyên trị tâm linh. Cô này dùng nhiều máy móc đo đạc, rồi ngồi trước ngôi miếu tập trung tư tưởng, gọi thần linh lên nói chuyện. Cách làm của cô này vừa mang tính khoa học, vừa tâm linh huyền bí. Suốt một ngày trời, cô loay hoay làm lễ, cúng bái, nói chuyện với các đấng tối cao ở chỗ ngôi miếu sát bờ ao, nhưng rốt cuộc cũng chẳng mang lại kết quả gì. Rồi một ông sư mặc áo vàng, từ mãi trong Nam ra, ông này đến một mình, mang theo một chiếc chuông nhỏ, một chiếc công đồng. Ông ngồi theo tư thế kiết già ở giữa sân. Trời nắng chang chang, mà vị thiền sư này không thèm che ô, đội mũ, cứ ngồi dưới cái nắng như đổ lửa, rồi hơi nóng hầm hập bốc lên từ sân gạch. Nhiều người nhìn cảnh ấy mà xót xa, muốn đem ô, đem mũ, thậm chí dựng căn liều ở chỗ vị sư ngồi thiền. Song ông từ chối. Ông yêu cầu gia đình không được giúp đỡ ông, cũng không được làm phiền ông, cứ coi như ông không có mặt ở mảnh đất này.
Sau khi phơi nắng suốt một ngày, đến chiều tối nổi giông gió, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi mưa như trút nước. Tuy nhiên, vị thiền sư với dáng người còm nhom vẫn ngồi bất động. Miệng ông niệm rất nhỏ, như thể chỉ để ông nghe thấy. Thỉnh thoảng ông vươn tay gõ vào chiếc cong đồng kêu vang vọng. Nhiều người nhìn cảnh vị thiền sư dãi nắng dầm mưa mà không khỏi xót xa, rơi nước mắt. Nhiều người không vái thánh thần ở ngôi miếu mà cứ xì sụp khấn vái vị thiền sư kỳ lạ nọ. Điều kỳ cục là ông cứ ngồi kiết già giữa sân như thế đến tận sáng hôm sau. Đến khoảng 9 giờ sáng, đúng thời điểm ông bắt đầu kiết già hôm trước, tức là đủ 24 giờ thì ông đứng dậy. Trong suốt thời gian đó, vị thiền sư này không ăn, không uống, cũng không nói với ai câu gì. Lúc ông hoàn thành công việc, ông cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ông chỉ chắp tay vái chào những người trong gia đình, nói hai chữ Mô Phật, rồi quay gót đi. Ngoài đầu đường làng, chiếc xe con bóng lộn đã mở cửa sẵn, chở vị thiền sư kỳ lạ này đi. Hành động kỳ lạ của vị thiền sư khiến mọi người đều nghĩ đó là một vị thánh. Ai cũng tin rằng vị thánh đã đến đất này hóa giải mọi kiếp nạn. Nhưng thật trớ trêu là sau khi vị thiền sư này đi, thì không những kiếp nạn trong đại gia đình ông Rạng không được hóa giải, mà tiếp tục diễn ra cái chết của anh Trần Văn Úc. Sau một thời gian nằm bệnh viện Bạch Mai, thấy sức khỏe hồi phục nên các bác sĩ cho về. Về nhà hôm trước, hôm sau anh Úc lăn ra đột tử. Ngay sau hôm anh Úc chết, thì một nhóm tâm linh gồm 40 người là các Phật tử từ Hà Nội về, do một vị sư dẫn đầu. Cảm động với tấm lòng của các Phật tử, con cháu gia đình ông Rạng đã đề nghị mổ gà làm cơm, nhưng họ đều từ chối. Họ chỉ nhờ gia đình nấu cho mấy nồi nước lã. Họ đề nghị gia đình không được giết con gì, không được sát sinh trong thời điểm họ tổ chức buổi tụng kinh và trong mấy ngày tới. Nhóm Phật tử này cứ ngồi như vậy, đọc kinh từ chiều đến tận sáng hôm sau. Họ không ăn, cũng không ngủ, không nghỉ ngơi gì cả. Ông Thung kể, thấy mấy chục bà, người già, người yếu mà ngồi tụng kinh từ chiều đến sáng hôm sau, tôi lo lắng lắm. Khuyên họ nghỉ ngơi, ăn uống không được, tôi mắng rằng, các thầy không ăn uống gì á, thì sống thế nào được? Nếu các thầy không chịu ăn uống, nhỡ lăn ra chết, thì chúng tôi chôn sao cho xuể. Thú thật, lúc đó tôi cũng sợ họ lăn ra co giật bất tỉnh. Từng ấy người mà bị một lúc, thì gia đình chúng tôi làm sao mà lo được. Sáng hôm sau, họ bảo đã cúng xong, rồi đi luôn. Vị thánh xuất hiện. Trong số những ông thầy cúng, thầy bùa, thầy pháp, nhà tâm linh, thì ông Nguyễn Văn Thung nhớ nhất ông thầy tên Khương. Ông Thung cũng không rõ ông này là thầy gì, nhưng trong suy nghĩ của ông và những người thân trong gia đình, có lẽ ông là một vị thánh, đã mượn thân xác của một người bình thường để tìm về làng hóa giải kiếp nạn cho đại gia đình ông Rạng. Bữa đó, vào buổi chiều, có một người đàn ông chừng 40 tuổi rất to béo, ăn mặc rách rưới, da ngăm đen, tướng tá đặc nông dân Lam Lũ. Thế nhưng đôi mắt anh rất sáng, toát lên vẻ hiền từ. Gặp mọi người trong gia đình ông Rạng, anh này từ tốn bảo, thưa các thí chủ, tôi không biết các thí chủ là ai, tên là gì, nhưng tôi biết rõ đại họa xảy đến với gia đình thí chủ. Thánh đã cử tôi phải trực tiếp về đây để giải quyết chuyện này. Theo lời kể của người đàn ông giới thiệu tên là Khương này, thì anh ta quê ở mãi Bình Phước, giáp biên giới Campuchia. Gia đình anh này có mấy hecta trồng cao su cùng với 4 hecta trồng cam quýt. Từ xưa đến nay, anh này vốn không tin những chuyện tâm linh, thậm chí anh còn không thờ cúng gì cả. Sinh ra ở vùng núi non biên giới, mới về Sài Gòn đôi lần, chưa ra miền Bắc bao giờ, nên tỉnh Thái Bình ở đâu anh cũng chẳng biết. Thế nhưng, theo lời kể của anh, hôm đó anh cùng gia đình đang tiến hành thu hoạch cam. Trong giấc ngủ trưa chập chờn tại gốc cây bóng mát giữa rẫy cam, thì một vị thánh râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt rõ mồn một. Lúc đó, rồi cả sau này, anh cũng không giải thích được đó là giấc mơ hay là sự thật hiển nhiên trước mắt. Khi anh đang ngủ, thì ông cụ xưng là thánh này đánh thức anh dậy. Vị thánh này nói, tôi là thánh,
và tôi đề nghị anh phải lập tức ra Thái Bình giúp đỡ một gia đình đang gặp cảnh chết chóc thảm hại. Anh Khương bảo, tôi có mấy hecta cam đang thu hoạch, làm sao bỏ đi được? Với lại tôi đầu tư hết tiền bạc vào vườn cam này, còn đang nợ nần chồng chất, một xu dính túi không có, thì làm sao đi xa thế được? Ông cụ râu tóc bạc phơ này nói tiếp, anh cứ đi, sẽ có xe đưa đón, có người cho tiền để ăn. Không biết lời kể của vị thầy Pháp này có đúng không, nhưng theo anh ta thì hàng loạt điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi anh ta ra khỏi rẫy thì gặp một anh lái xe tải trong ấp có việc xuống Sài Gòn. Anh lái xe đã mời anh Khương cùng đi cho vui. Anh ta đã chở anh Khương đến tận bến xe miền Đông. Anh này tìm xe khách về tận Thái Bình. Khi xe chuyển bánh, bà chủ xe, người thu tiền đã trò chuyện với anh. Anh này tâm sự thật về chuyện của một vị thánh bảo cứ ra Thái Bình để giúp một gia đình đang gặp đại nạn, chết chóc liên tục, chứ bản thân anh cũng chưa biết đi đâu. Nghe anh này kể vậy, bà chủ xe tái mặt. Hóa ra, bà chủ xe này là người ở xã Vũ Tây, biết rõ chuyện ma hành thánh vật đang gây náo loạn trong tỉnh. Bà khẳng định rằng, thánh hiển linh chỉ anh về xã Vũ Tây cứu giúp đại gia đình ông Trần Văn Rạng. Mặc dù đã chuẩn bị một chút tiền trong túi, nhưng khi trả tiền, bà chủ xe này nhất định không lấy. Không những thế, bà còn trả tiền ăn cho anh trong suốt hành trình. Bà chủ xe này nhất xưng là con, gọi anh ta bằng cậu. Khi về đến bến xe Thái Bình, bà kêu xe ôm chở anh về tận nhà ông Rạng và trả tiền trước cho xe ôm. Bà cũng hẹn cậu có mặt ở bến xe vào mấy hôm nữa để bà đưa cậu vào Sài Gòn, lo cho cậu về đến tận Bình Phước mà không mất bất cứ đồng nào. Bà Lưu thím ông Rạng trước bàn thờ khói hương lạnh lẽo. Nghe câu chuyện về ông thầy Pháp tên Khương này, ông Thung cũng như con cháu ông Rạng hết sức cảm kích. Anh này không đòi hỏi gì, cũng không yêu cầu gia đình phải phục vụ cơm nước. Theo lời anh ta, bình thường anh ăn rất khỏe, mỗi bữa 4-5 bát cơm không biết no. Thế nhưng, thời gian ở nhà ông Rạng, anh từ chối mọi đồ ăn. Đến bữa, anh này chỉ hái mấy quả mướp ở vườn nhà ông Rạng luộc ăn, rồi lại ngồi kiết già, nhắm mắt, nói bằng thứ tiếng mà không ai hiểu gì. Bản thân anh này, lúc tỉnh táo lại, cũng không biết anh đã nói gì. Anh bảo rằng, khi ngồi nhắm mắt, vị thánh đã nhập vào anh, nói thay anh. Khi đó anh không điều khiển được lý trí của mình. Theo kế hoạch mà vị thánh kia sai bảo, thì việc cúng bái tại nhà ông Rạng phải diễn ra liên tục 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, đến buổi chiều ngày thứ hai, ông trưởng thôn Phạm Văn Đồng xuất hiện trong tình trạng say xỉn. Ông trưởng thôn đã tuyên bố đuổi thẳng cổ tất cả thầy cúng, thầy Pháp ra khỏi nhà ông Rạng, ra khỏi ngôi làng do ông quản lý. Ông thầy Pháp tên Khương bảo, tôi làm việc nghĩa, không lấy đồng nào của gia đình, đến cả lễ lạc cũng tự tôi bỏ tiền sắm sửa. Tôi cũng không làm phiền đến làng xóm, cớ gì anh đuổi tôi? Không bắt bẻ được gì, ông trưởng thôn bỏ đi. Tuy nhiên, lát sau ông quay lại với chiếc gậy trên tay. Ông trưởng thôn cứ cầm gậy chọc vào ông thầy Pháp này. Đúng lúc đó, tại nhà ông Rạng xuất hiện thêm mấy nhà tâm linh nữa. Thế nhưng ông trưởng thôn đã đuổi họ về hết. Không thể tiếp tục cúng bái, thầy Pháp tên Khương này buộc phải rời nhà ông Rạng. Anh ta đi bộ từ xã Vũ Tây lên đến bến xe Thái Bình. Một người con của ông Rạng đã phóng xe máy đuổi theo nhưng không kịp. Vị thầy Pháp bí ẩn đã lên xe đi mất. Câu chuyện về ông thầy Pháp này có lẽ sẽ không để lại nhiều dấu ấn, bởi trong thời gian đại gia đình ông Rạng diễn ra nhiều chuyện liêu xiêu, có tới cả 100 nhà tâm linh tìm đến giúp đỡ một cách tự nguyện. Nếu không có chuyện mấy năm sau, vị trưởng thôn này qua đời một cách kỳ quái, như đồn thổi của người dân trong làng. Rợn người, chuyện cả chục người lăn ra bất tỉnh vì gặt lúa giúp hàng xóm. Đang bữa cơm, ông Thung bảo, tao uống rượu chưa bao giờ say, sao lại lạ thế nhỉ? Tao mới uống có nửa chén mà thấy mất thăng bằng là thế nào? Vừa nói xong câu đó, ông đổ vật ra giường. Ngay lập tức, 6 người đàn ông đang ngồi uống rượu trên giường cũng lăn ra co giật, mâm bát đổ lung tung. Dưới nền nhà, mẹ đẻ ông Thung cũng lăn ra ngất. Mấy chị em phụ nữ chạy tán loạn, có người chạy ra ngoài ngõ mới lăn ra ngất. Con chuột khổng lồ.
Sau khi anh Trần Văn Úc đột tử tại nhà, thì trụ cột gia đình chỉ còn mỗi bà Phạm Thị Tâm và anh Trần Văn Việt, con trai duy nhất còn sống của vợ chồng ông Rạng. Khi đó bà Tâm đã 77 tuổi, là mẹ nuôi ông Rạng. Anh Việt thì chưa có vợ con gì cả. Gia đình sợ hãi nên sơ tán hết cháu chắt, không cho ai về nữa. Những người con gái của ông Rạng cũng ở hết nhà chồng hoặc di chuyển đi nơi khác. Chị Vũ Thị Nhung, vợ anh Út, về nhà bố mẹ đẻ ở xã Vũ Đông ở. Còn vợ anh Viết thì đưa cậu con trai duy nhất trốn vào miền Nam trong một đêm mưa gió. Sợ hãi cảnh tượng chết chóc nên nhiều gia đình ở xóm 9, Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình đã bỏ hoang nhà cửa, trốn đi nơi khác. Năm hộ dân ở cạnh nhà ông Rạng đã dọn hết đồ đi, khóa cửa để đó. Phải thời gian khá dài sau, tình hình yên ổn, không xảy ra chết chóc nữa, họ mới tìm về. Đại gia đình họ Trần hợp lại, bàn bạc và thống nhất nhờ hai người làm trụ cột qua lại giúp đỡ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Thung và anh vợ ông Rạng là ông Trần Văn Lưu, là chú ruột của ông Rạng. Ông Thung là người ngoài họ Trần nên không sợ bị thánh vật, còn ông Lưu thì tuyên bố: "Tôi cũng đã ngoài 70, chết cũng được rồi, nếu thánh thần có vật tôi cũng chẳng có gì phải hối tiếc." Ngôi miếu thứ hai được xây trước ngôi nhà xây dở của anh Trần Văn Úc. Ban ngày, ông Thung làm việc ở nhà, tối sang nhà ông Rạng ở cùng với ông Lưu. Nhà ông Lưu ở ngay sau nhà ông Rạng. Ông Thung kể: "Tôi khỏe vía, nhưng thú thực, trải qua từng ấy chuyện nên cũng hãi lắm. Tôi thường ăn cơm từ lúc 5 giờ chiều, rồi 6 giờ qua nhà cô Đào. Đi lúc đó trời còn sáng cũng đỡ hãi." Trong suốt những ngày ở nhà ông Rạng, vật bất ly thân với ông Thung chính là con dao vót nang dài quá nửa mét, vô cùng sắc bén, chỉ liếc dọc ống chân, lông rụng tơi tả. Lúc đi đường, ông kẹp dao vào nách, đêm ngủ ông gói dao trên đầu, trong túi áo lúc nào cũng có một vóc tỏi, đuổi ma, cùng những mảnh bùa do thầy Pháp làm cho. Những ngày ở nhà ông Rạng, ông Thung và ông Lưu gặp vô số chuyện kỳ lạ. Theo ông Thung, ngoài việc thần biến thành con rắn thì cũng có lúc biến thành các con khác. Có lần buổi chiều, ông nhìn thấy con rắn khổng lồ quấn trên cây xoài cao vượt mái căn bếp nhà ông Rạng. Nhưng đêm xuống, ông lấy đèn pin ra soi thì không thấy con rắn đâu cả. Mà chỗ con rắn quấn hồi chiều có con chim lợn đứng bất động. Hai mắt đỏ lừ nhìn xuống phía ông, khiến ông lạnh cả sống lưng. Rắn to hay chim lợn thì nhiều người gặp. Nhưng con chuột khổng lồ to hơn cả con mèo, nặng ít nhất phải 3 kg và có hành vi kỳ quái thì quả thực ông Thung không giải thích nổi. Ở đất Thái Bình có hai loài chuột rất lớn là chuột cống, có màu xám, bắt gà vịt ăn chứ không phải chuột sống trong cống ở thành phố, và chuột đất. Người dân vẫn bắt hai loài chuột này làm thịt. Tuy nhiên, chúng chỉ nặng không quá 1 kg. Chuột to hơn cả mèo, nặng chừng 3 kg. Thì chưa ai từng thấy. Đúng hôm anh nông dân Hiển Linh Thành Thánh từ Bình Phước ra cúng, bị trưởng thôn đuổi đi, thì chuột khổng lồ xuất hiện. Bữa đó khoảng 9 giờ đêm, ông Thung và ông Lưu ngồi uống nước ở hiên. Mấy thanh niên bạn bè của anh Viết, anh Út và Việt cũng tụ tập ngồi ở hiên nhà. Mọi người hãi hùng khi thấy con chuột to bằng cái phích lững thững bò ra giữa sân, lừng lững tiến lại ngay mép hiên. Giống chuột hễ nhìn thấy người là bỏ chạy, đằng này con chuột xuất hiện thì đám thanh niên bỏ chạy tán loạn. Mấy anh đi vòng chỗ khác chạy tót về nhà, vài anh chui vào trong nhà đóng kín cửa, mồ hôi nhễ nhại vì khiếp sợ. Theo lời ông Thung, có lúc con chuột ấy còn dựng người lên như thể đứng bằng hai chân. Nó ngồi ở sân ngay bậc thềm đến 20 phút rồi mới bỏ đi mất hút. Khi con chuột bỏ đi, ai về nhà nấy. Trong tâm trí của ông Thung và ông Lưu, thì vị thần đã hiển linh thành con chuột về nhà ông Rạng để theo dõi tình hình. Chính vì thế, đêm ấy, tự tay ông Thung đóng kín các cửa sổ, cửa chính. Thế nhưng, đang thiêu thiêu ngủ, ông Thung và ông Lưu bị đánh thức bởi tiếng cánh cửa sổ đập chang chát. Rõ ràng, ông Thung tự tay đóng cửa sổ. Cánh cửa được cài bằng móc thép rất chắc chắn, nên người bên ngoài không thể mở được.
Hơn nữa, đêm khuya lặng thinh, không có tiếng gió xào xạc. Vậy thứ gì khiến cánh cửa vật vờ đóng vào mở ra chan chát? Cả ông Thung và ông Lưu đều hãi hùng, đùng đẩy cho nhau, không ai chịu trở dậy xem xét tình hình. Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn một nhanh, không thể yên lòng được nên ông Thung phải phát dao nhổm dậy. Ông vừa đi về phía cửa sổ, vừa trấn tĩnh mình bằng cách nói thật to. Có cái cửa không đóng được chặt thì còn làm ăn gì được. Rõ ràng ông là người đóng cửa, nhưng ông cứ nói động thế. Cài cửa rồi, không còn tiếng đập cửa nữa, nhưng hai ông thức chong chong, nhắm mắt mãi không ngủ được. Hai ông nằm nói chuyện đến 2 giờ sáng, thì ông Lưu đòi về. Ông Lưu bảo, thôi, ông nằm ở đây trong nhà cho chúng nó, tôi về nhà đây. Đêm qua tôi đã không ngủ, đêm nay mà thức trắng nữa thì quỵ mất. Nói xong, ông Lưu bỏ về nhà mình. Ông Thung kể, có hai người đã sợ, đằng này có mỗi mình thì còn hãi hơn. Thôi thì đâu cũng mất ngủ rồi, thì cho mất ngủ cả thể. Nhà có bóng điện nào tôi bật hết lên. Sau đêm hôm đó, tôi cứ bật điện sáng trưng. Muốn hết bao nhiêu điện thì kệ nhà nó. Tắt điện thì sợ không ngủ được, còn điện sáng thì mình cũng chả ngủ được. Đồng loạt ngất xỉu. Sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, 6 giờ sáng ông về nhà mình. Tại nhà ông, con cháu ông đã tụ tập đông đủ. Theo kế hoạch thì hôm đó ông Thung sẽ chỉ đạo việc gặt lúa cho nhà ông Rạng. Hơn mẫu ruộng nhà ông Rạng, lúa đã chín vàng. Nhưng nhà ông Rạng, người chết, người bệnh, người bỏ đi, chẳng có ai làm thay cả. Ông Thung đã kêu gọi con cháu mình tụ họp gặt lúa, phơi phong, rồi chở thóc trả cho gia đình nhà ông Rạng. Sân vườn nhà ông Rạng rộng rãi, nhưng chẳng ai dám đến, nên mọi việc thực hiện ở nhà ông Thung. Tổng số có đến 20 người, người gặt, người chở lúa. Đến gần trưa, lúa đã chất ngập nửa sân nhà ông Thung. Theo tính toán, đến chiều thì từng ấy người gặt xong cả mẫu lúa. Ông bà Thung ở nhà phụ trách bếp núc, nấu nướng. Theo kế hoạch, đầu giờ chiều, thợ gặt tiếp tục gặt lúa, và người được phân công ở nhà phụ trách tuốt lúa, phơi phong. Mọi việc được gói gọn trong vòng một ngày, rồi ai về nhà đó. Bữa trưa được dọn ra gồm 3 mâm cơm, 2 mâm bày dưới nền nhà, 1 mâm trên giường, mâm đàn ông ngồi trên giường, còn phụ nữ ngồi dưới đất. Rượu được rót ra, mỗi người một chén. Ông Thung nâng chén rượu, uống được một nửa thì thấy người chến choáng. Ông bảo, tao uống rượu chưa bao giờ say, sao nay lạ thế, tao mới uống có nửa chén mà thấy mất thăng bằng là thế nào. Vừa nói xong câu đó, ông đổ vật ra giường. Ngay lập tức, 6 đàn ông đang ngồi uống rượu trên giường cũng lăn ra co giật, mâm bát đổ tung tóe. Những người này gồm anh Vĩnh là con trai ông Thung, rồi anh Cảo, con rể ông Thung, cùng các cháu của ông Thung. Những người này đều khỏe mạnh, không ốm đau, không bệnh tật gì. Điều đặc biệt là họ không có liên hệ gì với gia đình ông Rạng. Dưới nền nhà, mẹ đẻ ông Thung cũng lăn ra ngất. Mấy chị em phụ nữ sợ hãi chạy tán loạn. Có người chạy ra ngoài ngõ mới lăn ra ngất. Tình trạng lúc đó ở nhà ông Thung vô cùng náo loạn, kinh khiếp. Làng trên xóm dưới, người chạy đi, kẻ chạy lại rầm rầm. Ngất một lúc thì ông Thung chợt hồi tỉnh, nhận biết được mọi việc xung quanh. Người ra người vào, người kêu khóc, người cấp cứu. Mùi dầu gió sực nức khắp nhà. Mặc dù ông là người đầu tiên rơi vào trạng thái kỳ cục đó, nhưng ông vẫn bình tĩnh mắng mọi người. Chúng mày có trật tự đi không? Cứ náo loạn như thế thì làm được việc gì? Bình tĩnh, gọi xe cấp cứu mau lên, chở đi viện, không là chết cả lũ bây giờ. Những quả trứng gà chín mọng không ai dám hái. Dặn dò cắt đặt công việc cho mọi người xong, ông Thung chợt nhớ đến lời dặn của bà Hà Thị Lãm, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Bà Lãm dặn rằng, hễ có việc gấp gì xảy đến với gia đình ông Rạng, thì ông Thung cứ bấm số gọi trực tiếp, bà sẽ chỉ đạo sát sao mọi việc. Sự việc nhà ông Rạng khi đó được tỉnh quan tâm sát sao, nên ông Thung có thể điện thoại bất cứ lúc nào, không kể ngày đêm khuya khoắt. Bấm điện thoại báo cáo tình hình với bà Lãm xong, thì ông Thung lại ngất xỉu, không biết gì nữa. Lát sau, xe con, xe to, xe lớn, xe bé
biển xanh biển đỏ, đổ từ đầu ngõ nhà ông Thung ra mãi đường cái, tới vài chục chiếc. Tiếng xe cấp cứu hụ còi inh ỏi làng quê đang náo loạn vì sự kiện kinh hoàng này. Điều lạ lùng nhất với người dân là những người gặt lúa cho nhà ông Rạng đều là họ Nguyễn, họ không dính dáng liên quan gì đến họ Trần. Người dân đồn toán lên rằng chỉ vì những người này gặt lúa cho gia đình ông Rạng mà bị thần thánh ở mảnh đất nhà ông Rạng quở phạt. Khi đó, lập tức lực lượng an ninh vào cuộc, phong tỏa hiện trường, giữ thông tin bí mật để tránh hoang mang dư luận. Một cán bộ an ninh được phân công nằm vùng ở nhà ông Thung từ hôm đó. Hơn chục người đang co giật, bất tỉnh được đưa lên xe cấp cứu chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các phương tiện cấp cứu đã chuẩn bị sẵn. Các bác sĩ đầu ngành về chống độc thần kinh được huy động từ Hà Nội về để can thiệp kịp thời, tránh để tình trạng mắc bệnh kỳ quái này lan rộng. Nhiều chuyên gia về bệnh lây truyền, virus cũng được điều đến hiện trường để tìm kiếm nguyên nhân khiến hàng loạt người tự dưng co giật, lăn ra ngất xỉu. Các mẫu thức ăn, rượu, nước uống ở nhà ông Thung cũng được các nhà khoa học niêm phong đem đi nghiên cứu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chẳng phát hiện được chất lạ gì trong đồ ăn, nước uống, cũng không phát hiện được virus gì có khả năng khiến hàng loạt người cùng lăn ra ngất xỉu một lúc như vậy. Chết vì bắt cá. Ông Thung nằm ở bệnh viện 2 ngày thì sức khỏe hồi phục, bác sĩ giữ lại để theo dõi, nhưng ông thấy sốt ruột nên nhất định đòi về. Đám con cháu ông, những người gặt lúa giúp gia đình ông Rạng, người nhanh thì 2 ngày sau xuất viện, còn lại đều nằm viện tới 1 tuần mới được về. Đám con cháu ông Thung sợ hãi chuyện này quá nên đi hết chùa nọ, miếu kia thờ cúng, xin xỏ thần linh đừng vì chuyện gặt hộ nhà ông Rạng mà quở phạt. Ông Thung phải đích thân quát nạt, sai khiến đám con cháu còn khỏe mạnh mới gặt nốt được ruộng lúa và xử lý đóng thóc giúp nhà ông Rạng. Nếu không có sự nhiệt tình, cứng vía của ông Thung thì cả mẫu lúa chín vàng nhà ông Rạng có vứt đi cũng chẳng ai dám động vào. Cho đến mãi về sau này, họ hàng người thân, làng xóm còn hãi hùng mảnh đất nhà ông Rạng đến nỗi bất cứ thứ gì thuộc về nhà ông Rạng đều không ai dám động vào. Cây xoài cổ thụ đến mùa hè, quả sai triểu chịch chẳng ai dám hái. Những quả trứng gà mọng vàng trên cây tự rụng xuống đất, tỏa mùi thơm lừng, không ai dám ăn. Hoa trái trong vườn nhà ông Rạng cứ tự đơm, tự rụng, chẳng ai dám màng đến. Cửa sổ từng bị giật tung, dù ông Thung đã khép kín bóc bằng dây thép. Nhắc đến ao cá nhà ông Rạng, ông Thung tỏ vẻ tiếc nuối. Ngay cạnh mảnh vườn nhà ba bố con ông Rạng, có một ao cá rất to, ao nằm ngay cạnh cánh đồng, nước ra vào ấm ấp, nên nuôi cá lớn rất nhanh. Cá dưới ao toàn những con cá trăm, 70 kg, quẩy ủng oảng, rất thích mắt. Nhưng chẳng ai dám câu kẹo, vét lưới hay đánh điện, mặc dù nhà ông Rạng chẳng còn ai ở, bỏ hoang cả nhà, ao vườn. Theo lời ông Trung, nghe chuyện ông kể về ao cá, toàn cá to, một anh làm rể họ Trần ở xóm chính thích quá liền bảo: cá to thế mà không ai bắt thì phí lắm, bố để con xuống ao kiếm ít cơm gạo. Nói rồi anh này thuê người đánh lưới. Tuy nhiên, nhắc đến ao cá nhà ông Rạng, mấy ông đánh lưới thuê đều từ chối. Không nhờ được ai, anh này tự mượn lưới vét chở đến bờ ao. Anh gọi ông Thung, nhưng ông chỉ ra xem, không dám lội xuống ao. Không còn cách nào khác, anh này đành cột một đầu lưới, rồi tự mình cầm một đầu kéo vòng quanh ao. Mẻ lưới thu được vô số cá, anh này chỉ tóm vài con trắm cỏ, toàn 7-8 kg một con, còn lại thả cho cá ra hết, để lần sau đánh bắt tiếp. Anh trút cá vào bao, phát ra chợ bán, còn ế 2 con đem về ăn. Chuyện anh này đánh cá xảy ra sau khi nhà ông Rạng bỏ hoang 3 năm. Vài hôm sau buổi đánh cá, anh này lăn ra chết đột ngột. Theo ông Thung, anh này hoàn toàn khỏe mạnh, béo tốt, không có tiền sử bệnh tật gì cả. Cái chết của anh này chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp vào thời điểm đánh cá, nhưng cũng khiến cả làng kinh hãi, đồn thổi rất hãi hùng. Từ đó, không ai dám động vào ao cá nhà ông Rạng. Ông Thung thì cho rằng, sau khi đại gia đình ông Rạng người chết chóc, người bỏ đi, khu đất nhà ông Rạng đã thuộc sự quản lý của các vị thần. Do đó, nếu ai lấy thứ gì
phải xin phép đàng hoàng mới được. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ông cũng chẳng dám tơ hào bất cứ thứ gì ở mảnh đất thánh thần đang ngự ấy. Quay lại chuyện đại gia đình ông Thung, có nhiều người ngất xỉu. Sau khi ra viện, dù đêm xuống, nhưng ông Thung đã ngay lập tức chạy đến nhà ông thầy Mơ, gặp ông Mơ. Ông Thung bảo: "Tình hình nghiêm trọng quá rồi thầy ơi, gia đình tôi mà không cúng bái tử tế thì phen này chết cả đống." Ông thầy Mơ bảo: "Thánh thần quả phạt gia đình ông Rạng, chứ nhà ông có liên quan gì đâu. Ông cứ yên trí mà về, sớm mai tôi sẽ xuống nhà làm lễ xin cho tai qua nạn khỏi." Hôm sau, ông thầy Mơ xuống làm lễ. Khi đó đại gia đình ông Thung có 6 người đang nằm viện, sống chết thế nào chưa biết, nên rất lo sợ. Ông thầy Mơ lập đàn cúng bái ở giữa sân, rồi trong nhà ông Thung. Làm lễ xong, ông Mơ tiếp tục sang nhà ông Rạng cúng bái tiếp. Hôm đó, cũng có mấy nhà tâm linh đang làm lễ ở ngôi miếu nhà ông Rạng. Cúng xong, ông thầy Mơ này cùng với một số nhà tâm linh có mặt đề nghị gia đình ông Rạng xây lại ngôi miếu. Chứ ngôi miếu xây ở bờ ao không hợp phong thủy, không đúng ý thần linh. Đích thân ông Mơ cùng mấy thầy Pháp tiếp tục chọn đất. Có người còn chấp tay nói chuyện với Thinh Không. Nhưng xong việc rồi, họ tiết lộ rằng họ vừa thỉnh thần linh thổ địa lên tiếp kiến. Cuối cùng, mấy ông thầy Pháp cùng thống nhất xây tiếp ngôi miếu nữa ở sát bức tường, đối diện ngôi nhà mái bằng đang xây dở của anh Trần Văn Úc. Ngôi miếu này được xây giống hệt ngôi miếu đã phá, cách nền ngôi miếu đã phá khoảng 5 mét. Mặt tiền miếu quay thẳng vào nhà anh Úc. Không gian giữa ngôi miếu và ngôi nhà là cái sân rộng rãi sạch sẽ. Khu vườn này đầy hoa trái nhưng không ai dám lấy. Các nhà tâm linh đều khẳng định nếu xây lại ngôi miếu thì đại gia đình ông Rạng sẽ tai qua nạn khỏi. Nếu không, thánh thần sẽ tiếp tục bắt người trong gia đình ông Rạng để trừng phạt. Lúc đó không ai dám nghi ngờ lời phán của các thầy Pháp. Thế là vài hôm sau, thợ xây được gọi đến và ngôi miếu mới đã hiện diện trong sân nhà anh Trần Văn Úc. Vậy là phá một ngôi miếu, nhà ông Rạng phải đền tới 2 ngôi. Tuy nhiên, dông bão vẫn không ngừng xảy đến với đại gia đình ông Trần Văn Rạng. Chỉ đến khi bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ ông Rạng, người cuối cùng còn sống ở mảnh đất dữ này, về với tổ tiên thì mọi oan trái cuộc đời mới chấm dứt. Theo ông Bùi Trọng Liễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tây, thời điểm tai họa xảy đến với gia đình ông Trần Văn Rạng, lãnh đạo xã chỉ đạo, giám sát sự việc rất sát sao. Thời kỳ đó, bà Hà Thị Lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo do nhiễm khí độc. Tuy nhiên, sau đó lại không có kết luận gì về nguyên nhân. Người ta cũng không tìm ra khí độc tồn tại ở khu vực. Tôi cũng không tin có khí độc, vì nếu có khí độc thì những người có mặt ở đó, thậm chí người dân trong làng đều phải lăn ra ngất xỉu hoặc chết, chứ không có chuyện rải rác vài người trong gia đình ông Rạng gặp hiện tượng đó. Tôi thiên về suy nghĩ do những người trong gia đình ông Rạng hoảng quá mà sinh bệnh rồi chết. Sau này, có một thời gian, người con gái ông Rạng ở Vũ Đông vẫn sang cấy ruộng, thu hoạch lúa, nhưng không thấy xảy ra vấn đề gì nữa. Mới đây, con gái ông Rạng kêu người đến tắc ao thu hoạch cá, mà có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Theo tôi, mọi người hoảng sợ, rồi cứ đồn đại, suy diễn, nên sự việc mới ầm ĩ, mang đầy màu sắc dị đoan như thế. Kỳ cuối, cái chết cuối cùng khép lại bi kịch của đại gia đình chết chóc bí hiểm ở Thái Bình. Cái chết cuối cùng. Để độc giả hình dung lại được những bi kịch xảy đến liên tiếp với đại gia đình ông Trần Văn Rạng, xóm chính Vũ Tây, Kiến Sương, Thái Bình, chúng tôi kể lại tuần tự vài dòng về loạt bi kịch này. Sau khi phá ngôi miếu ở vườn để xây dựng ngôi nhà, thì anh Trần Văn Viết, con trai ông Rạng, và bà Đào bỗng đản trí, lẫn lộn, thường ngủ ly bì, rồi chết sau cơn co giật, cứng người. Anh Viết chết vào tháng 3, thì đến tháng 5, ông Trần Văn Rạng rơi vào trạng thái bị co giật tương tự, rồi chết sau một cú sốc, dù đã được bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ không tìm được nguyên nhân, nên chỉ có thể kết luận là tai biến mạch máu não. Đến trăm ngày ông Rạng, khi mọi người đang thực hiện lễ cúng, do ông thầy cúng chủ trì,
thì bất ngờ hàng loạt người trong gia đình ông Rạng đột nhiên lăn ra co giật, miệng sùi bọt, bất tỉnh nhân sự. Cả nhà anh Trần Văn Úc, anh Úc là con trai thứ ba của ông Rạng, gồm anh Úc, vợ là Vũ Thị Nhung cùng cháu Trần Quốc Khánh đều bất tỉnh nhân sự. Điều đau xót là cháu Khánh, con trai duy nhất của anh Úc, cháu nội ông Rạng đã mất tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Đào, vợ ông Rạng, mẹ anh Úc cũng lăn ra co giật đúng hôm trăm ngày chồng. Bà Đào mất tại bệnh viện cùng ngày với cháu Khánh. Anh Trần Văn Úc được chăm sóc ở bệnh viện Bạch Mai rất chu đáo, nhưng ra viện hôm trước, hôm sau anh đột ngột qua đời. Tất cả những cái chết này đều được kết luận là mắc hội chứng não cấp. Bác sĩ Phạm Duệ, khi đó là phó trưởng khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai, tin rằng hiện tượng này là ngộ độc bởi loại hóa chất gây co giật. Tuy nhiên, tất cả các xét nghiệm đều không tìm ra loại chất độc nào gây nên triệu chứng chết người. Mặc dù quá trình họ nằm viện cứ lúc tỉnh lúc mê là trạng thái của những người trúng độc nặng. Sự kiện hàng loạt người lăn ra co giật chết chóc trong bữa cúng trăm ngày của ông Rạng thực sự sốc với toàn thể họ Trần cũng như dân làng. Con cháu họ Trần ở trong vùng được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Cháu Trần Văn Bảo, con trai anh Viết, đã được mẹ đưa thẳng vào Nam trong đêm để tránh khỏi mảnh đất đầy đau thương chết chóc. Chị Vũ Thị Nhung, vợ anh Úc, cũng không dám trở về nhà chồng nữa. Thậm chí, các hộ dân xung quanh, dù không có họ hàng gì với gia đình ông Rạng, cũng dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác sinh sống. Mảnh đất rộng mênh mông với tổng số 3 ngôi nhà khang trang cùng 3 căn nhà ngang rộng rãi của đại gia đình ông Rạng, chỉ còn mỗi bà Phạm Thị Tâm, khi đó đã 77 tuổi trụ lại. Con trai con dâu cùng các cháu chắc đều đã vong mạng, khiến lòng bà đau như cắt. Dù sợ hãi lắm, nhưng bà là người còn lại duy nhất của gia đình, nên phải ở nhà để khói hương. Người đi về giúp đỡ bà Tâm là ông Nguyễn Văn Thung và ông Trần Văn Lưu. Chỉ có 3 con người già cả đó dám đối diện với cái chết tưởng như đang cận kề trước mắt. Họ hằng ngày lo hương khói cho những người đã khuất, tiếp đón các nhà tâm linh ở khắp nơi về, trả lời hàng ngàn câu hỏi của các nhà khoa học, quan chức, lực lượng công an. Ngôi miếu được gia đình ông Rạng xây lại. Vào ngày 1 tháng 10, đúng một tháng sau hôm trăm ngày ông Rạng, sau đúng một tháng đám con cháu của bà nhất loạt lăn ra đất giải đành đạch, thì bà Phạm Thị Tâm đã bị vận hạn ghé thăm. Theo lời ông Nguyễn Văn Thung, hôm đó là buổi sáng, bà Tâm đang ăn cơm cùng hai đứa cháu, thì bà kêu khó chịu, chân tay run lẩy bẩy, sùi bọt mép rồi rơi vào trạng thái co giật toàn thân, y như con cháu. Gia đình đã khẩn cấp đưa vào bệnh viện đa khoa Thái Bình. Cũng theo lời ông Thung, bà Phạm Thị Tâm còn gọi là bà Khuê, vì có chồng là ông Trần Văn Khuê. Ngày đó nhiều người thắc mắc, không hiểu sao bà Tâm là mẹ ông Rạng, nhưng lại chỉ nhiều hơn ông Rạng có 12 tuổi. Khi đó bà Tâm 77 tuổi, ông Rạng 65 tuổi. Thực ra, bà Tâm là thím của ông Rạng. Bà Tâm là người xã Vũ Lạc, lấy ông Khuê nhưng không có con. Ông Khuê mất sớm, bố mẹ ông Rạng cũng mất sớm, nên ông Khuê nuôi dưỡng ông Rạng từ bé và coi ông như con ruột của mình. Vợ chồng ông Rạng từ trong sâu thẳm đã coi bà Tâm là mẹ và các cháu coi bà Tâm là bà, các chắc coi là cụ. Thậm chí người dân trong vùng cũng không biết gia cảnh ông Rạng và bà Tâm, nên họ mặc định là mẹ con. Họ cũng xưng hô là mẹ con, chứ không phải thím cháu. Bà Tâm được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Các bác sĩ phải luồn ống nội khí quản để bà Tâm thở dễ dàng, nhằm tìm cách bảo quản tính mạng cho bà, tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến bà rơi vào trạng thái co giật nguy hiểm. Sau mấy ngày điều trị, bà Tâm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Bà đã được đưa về phòng theo dõi. Bệnh viện bố trí một phòng riêng để tiện giám sát, cũng là để lãnh đạo đến thăm. Gia đình phân công hai người lên trông coi là em dâu Bùi Thị Hợi. Bà Hợi khi đó 69 tuổi ở xã Vũ Lạc và bố vợ anh Trần Văn Úc là ông Vũ Văn Bình. Ông Bình lúc đó 52 tuổi, quê ở xã Vũ Đông. Tuy nhiên, hai người này vừa lên trông bà Tâm được vài tiếng thì bỗng bủng rủng tay chân rồi lăn ra bất tỉnh, chân tay co giật đùng đùng ngay tại giường bệnh. Thế là hai người lên trông nom bà Tâm lại tiếp tục nhập phòng cấp cứu.
Điều kinh dị xảy ra ngay sau hôm hai người trong nom bà Tâm phải cấp cứu, đó là Bệnh viện Đa khoa Thái Bình tiếp tục đón gần chục bệnh nhân có biểu hiện tương tự được chuyển lên từ nhà ông Thung khi họ gặt lúa cho đại gia đình nhà ông Rạng. Bà Nguyễn Thị Đào, vợ ông Lưu, thím ông Rạng, bên bàn thờ đại gia đình ông Rạng. Mặc dù các bác sĩ khẳng định bà Phạm Thị Tâm đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng sau đúng 20 ngày điều trị theo dõi thận trọng, bà Tâm đã qua đời sau một cơn co giật bất ngờ ngay trên giường bệnh. Ông Nguyễn Văn Thung vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó. Các ngày bà Tâm chết vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Hôm đó, khoảng 5 giờ chiều, nghe tin bà Tâm chết, cả gia tộc họ Trần bỏ chạy tán loạn, không ai dám đến nữa. Dân làng thì không ai dám lại gần nhà ông Rạng, chứ đừng nói chuyện vào nhà. Những người dân gần nhà ông Rạng thì đã bỏ đi hết. Các nhà tâm linh, người chào thua, người cũng không dám đến nữa, vì họ cúng bái mãi mà không có tác dụng gì. Hôm đó, chỉ có mỗi tôi và ông Lưu trực chiến ở nhà ông Rạng. Xe cấp cứu đổ ở đầu ngõ, bác sĩ và lái xe đeo khẩu trang kín mít đẩy xác bà Tâm vào nhà. Mặc dù bà Tâm đã chết, nhưng họ vẫn đeo mặt nạ thở oxy. Đưa xác bà Tâm vào nhà, bác sĩ tháo mặt nạ rồi bỏ đi. Lúc đó, nhìn cảnh giữa sân rộng rãi, chẳng có ai. Tôi hãi quá nên cũng bỏ về, mặc kệ ông Lưu. Nhà họ Trần còn đông người, con cháu bà Tâm cũng đông, mà chẳng ai dám đến. Thì tôi hà cớ gì phải ở lại. Nói thì nói như vậy, nhưng quả thật, tôi sợ ở đó thì mình cũng bị vật ngay thôi. Tôi về nhà một lúc, thì ông Lưu chạy sang nhà tôi, đề nghị tôi sang trong nom xác bà Tâm cùng ông ấy. Tuy nhiên tôi từ chối, tôi bảo trong nom hương khói cho nhà bà Tâm không phải trách nhiệm của tôi. Bà Tâm là con dâu của họ Trần, chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Con cháu bà ấy còn sống thì chúng nó phải có trách nhiệm lo lắng chứ, sao lại tìm tôi? Nghe tôi nói vậy, ông ấy bỏ về. Đến 9 giờ tối, ông ấy lại mò sang tìm tôi. Ông Lưu bảo, có mỗi mình ông sợ quá nên nhờ tôi sang giúp. Tuy nhiên tôi cũng sợ nên nhất định không sang. Nhờ vả không được, ông Lưu đứng ở cổng chửi bới. Ông bảo, tao còn mỗi cái xác già, sợ đết gì. Thánh thần có bắt tao thì cứ trói tao vào mà đánh, đánh chết thì thôi. Chửi động mấy câu rồi ông ấy về. Cả đêm hôm ấy, có mỗi xác bà Tâm đắp chiếu và ông Lưu trong nhà ông Rạng. Ông Lưu cứ sang thắp hương cho bà Tâm rồi lại bỏ về nhà mình. Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tây nhớ lại. Sau cái chết của bà Tâm thì quả thật dân làng vô cùng hoang mang, con cháu cũng không dám đến làm tang ma cho bà Tâm. Thấy tình hình căng thẳng, vả lại quá tuổi phận cho bà Tâm, nên anh Bùi Văn Vượng, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã chỉ thị cho đóng cửa Ủy ban Nhân dân xã, không làm việc nữa, và yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên của xã phải đến nhà ông Trần Văn Rạng làm tang lễ, đưa bà Tâm ra cánh đồng. Khi đó, lòng dân hoang mang, đồn đại dị đoan ghê lắm. Nếu chúng tôi không bạo gan đứng ra làm việc đó, thì làm sao nói được dân chúng? Với lại, lấy ai làm tang ma cho bà Tâm? Nói thật, khi đó anh chị em cán bộ xã cũng run lắm. Nhưng đây không chỉ là góc độ tình cảm, mà còn là nhiệm vụ chính trị, nên không ai được lảng tránh. Cái chết của trưởng thôn và ông Lưu. Để thực hiện loạt bài giải mã những cái chết bí hiểm liên quan đến gia đình ông Trần Văn Rạng, chúng tôi đã phải gặp gỡ nhiều nhân chứng, cán bộ địa phương, những người trong gia tộc họ Trần. Tuy nhiên, khi tôi đề xuất vào khu nhà ông Rạng, thì mọi người đều lắc đầu từ chối. Sau nhiều lần thuyết phục, thì ông Nguyễn Văn Thung vác theo con dao dài sang nhà bà Nguyễn Thị Đào. Bà Đào vợ ông Trần Văn Lưu, chứ không phải bà Đào vợ ông Rạng. Ông Thung thỏa thuận rằng, nếu bà Đào dẫn sang, thì ông mới dám sang nhà ông Rạng. Sau khi thắp nhang ở nhà mình, bà Đào dẫn chúng tôi sang nhà ông Rạng. Khung cảnh hoang tàn hiển hiện trước mắt. Cơn bão sơn tinh đổ về Thái Bình năm ngoái, quật cây cối đổ nghiêng ngả. Mái ngói căn nhà ngang của ông Rạng và nhà anh Út bay mất mái. Toàn bộ nhà trên, nhà dưới của anh Viết cũng trơ lại tường. Cỏ mọc, lúc gối, dây leo chằng chịt,
lấp mất lối vào nhà anh Viết. Tôi vạch dây leo tìm vào nhà anh Viết, song càng đi càng tù mù, không thấy đường đâu cả, nên phải quay ra. Từ nhà ông Rạng có con đường mòn lát gạch dẫn sang nhà anh Út, với hai lối nhỏ dẫn ra hai ngôi miếu được xây lại theo chỉ dẫn của thầy bói. Hai ngôi miếu cũng hoang lạnh, với vài chân hương vung vãi. Cạnh ngôi miếu là ao nước rộng mênh mông, nhưng bèo trùm kín, không hở chút mặt nước nào. Mọi thứ đều hoang tàn đổ nát, như thể bị lãng quên lâu lắm rồi. Tôi tiến đến cửa chính nhà ông Rạng, gọi bà Đào mở cửa, thì bà Đào mới kêu quên chìa khóa. Bà thất tả chạy về, để tôi và ông Thung ở lại. Tôi vén bức rèm che cửa chính, nhìn vào trong nhà, thấy không có đồ đạc gì, tấm vải đỏ che lấp lửng bàn thờ, bài biện trên mặt chiếc tủ nằm, lộ ra ngót chục di ảnh móc meo, loang lổ, mạng nhện giăng kín. Chỉ có duy nhất bát hương được tận dụng từ ấm pha trà, với vài chân hương đổ nghiêng ngả. Một cảnh lạnh lẽo, hoang tàn đến đau xót. Trong lúc chờ bà Đào về tìm chìa khóa, tôi tiến lại chỗ chiếc cửa sổ, nơi mà ông Thung kể rằng, ngày trước ông đang ngủ, hai cánh cửa này tự bật tung, va đập chang chát, mà không có chút gió nào. Tôi vừa chạm vào cánh cửa, thì rầm một cái, cánh cửa bật tung, rơi xuống đất. Ông Thung hoảng hồn, tái mặt, nhưng tôi không thấy sợ hãi gì. Cánh cửa sổ lâu ngày không sử dụng, nên dây cột cửa đã mục, rơi ra cũng là điều dễ hiểu. Bà Đào là vợ thứ hai của ông Lưu, quê bà ở xã Bên, ông Lưu là chú của ông Rạng. Vợ ông Lưu mất từ năm 50 tuổi, chồng bà Đào thì bỏ vào Nam lấy vợ khác. Cùng cảnh ngộ đơn thân nên bà Đào về làm dâu họ Trần. Mặc dù mới 60 tuổi, song bà Đào có địa vị cao trong dòng họ Trần ở làng. Theo lời bà Đào, làm tang lễ cho bà Tâm xong, ông Lưu đi cúng bái gớm lắm. Khi đó, chỉ có mỗi ông Lưu hương khói chăm lo cho bàn thờ gia đình ông Rạng và hương khói ở hai ngôi miếu, ngày rằm ngày giỗ, ông cúng ba bát cơm ở miếu. Cúng xong, ông đổ một bát cho con vịt ăn. Con vịt này đẻ một đống trứng ở gốc cây, sau thì nó làm ổ và ở luôn trong hầm của ngôi miếu. Chính vì thế, chẳng ai dám động vào con vịt này. Ông Thung dẫn tôi ra ngôi miếu ở sát bờ ao, chỗ bụi tre và cây sung lớn. Chỉ có hai bát hương trong miếu. Ông Thung kể. Hồi gia đình ông Rạng chết, tôi và ông Lưu vẫn dẫn một bà thầy cúng đến. Bà này thấy có tới 11 bát hương, nên lắc đầu, bảo thờ thế này không được. Ngày đó gia đình sợ hãi, lại lắm thầy nhiều ma, nên cứ bốc bát hương bừa bãi đặt vào miếu. Thờ đủ các thần thánh. Bà này bảo, có tới 11 bát hương thì biết cúng ông thần nào. Chỉ nên thờ thổ địa và long mạch thôi. Bà này thắp hương cúng bái nói rằng vị nào không nằm trong phạm vi thờ cúng thì tôi mời đi chỗ mát mẻ, giải mát thả xuống sông. Xin xong, bà này gieo âm dương được ngay. Cứ mỗi lần gieo âm dương được thì hạ xuống một bát hương. 9 lần gieo được cả 9 nên hạ 9 bát xuống. Tuy nhiên, khi còn lại 2 bát thì gieo tới 20 lần không được. Lần gieo thứ 20, bát hương bốc cháy đùng đùng. Sợ quá nên bà thầy cúng này phải để lại 2 bát. Theo lời bà Đào, ông Lưu đã đi xem bói ở nhà một ông ở huyện Đông Hưng. Ông thầy này phán rằng, cái chết của bà Tâm chưa phải đã chấm hết, mà người chủ sẽ là người cuối cùng bị vật. Ông thầy bói này ám chỉ người chủ chính là ông Lưu, người đứng đầu họ Trần, là chú ruột ông Rạng, cũng là người thay mặt ông Rạng đứng ra làm chủ, lo lắng mọi việc cho con cháu ông Rạng. Chẳng hiểu lời ông thầy bói đó có đúng không, nhưng 2 năm sau khi bà Tâm mất, ông Lưu cũng ra đi vì bạo bệnh. Mặc dù ông Lưu qua đời vì bệnh tật tuổi già, nhưng bà Đào cũng như dân làng nơi đây đều liên hệ cái chết của ông với câu chuyện đầy bi kịch nhà ông Rạng. Còn một cái chết cũng bị đồn đại rùng rợn nữa, là cái chết của ông trưởng thôn Phạm Văn Đồng. Vào năm 2010, sau khi kiểm tra các cháu tập dược cho ngày lễ Trung Thu, khoảng 9 giờ tối, ông Đồng lên giường ngủ say. Sáng hôm sau không thấy dậy, vợ gọi thì ông đã chết từ lúc nào, miệng chảy ra máu. Trước đây, ông Đồng là người uống rượu say, cầm gậy xua đuổi thầy cúng ở nhà ông Rạng.
nên người dân đã liên hệ cái chết bất đắc kỳ tử của ông Đồng với chuyện thánh vật ở nhà ông Rạng. Theo lời ông Thung, ông Đồng là người tốt, nhiệt tình trong công tác và được nhân dân quý mến. Hành động xua đuổi thầy cúng khi đó là do ông say rượu, chứ không có ý đồ xấu gì cả. Trao đổi với lãnh đạo xã thì ông Đồng vốn bị đau dạ dày nặng, lại hay uống rượu, nên ông qua đời vì chảy máu dạ dày, chứ chẳng có chuyện ma hành thánh vật gì cả. Việc gắn cái chết của ông Đồng với chuyện nhà ông Rạng là suy diễn vô căn cứ. Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé. Câu chuyện sinh nghề tử nghiệp, chúa đi rừng chích khô trên cây cao trong rừng sâu. Lớp 3 trường làng chưa xong thì bảy bền đã xếp bút bi phụ mẹ lo cho hai em có cái tọng vô mồm. Bà má nói học trình nhiều cũng vậy thôi con ơi, cái mã nhà mình không phát đường chữ nghĩa, vô rừng theo cha mày cho chắc. Hai cha con đi lấy đặc sản rừng, mùa nào thức nấy, rừng miền đông trái cây thôi thì vô thiên vô lũng. Nào say, cám, bù lợp, gùi, đến mùa măng thì bà má ngày nào cũng có mặt ở chợ bán đủ loại măng khô, măng tươi. Đúng là nghề dạy nghề, mùa chín mưa ở miền đông dầm dề, không thua chi mùa mưa ở Huế trong thơ Nguyễn Bính, mà cha của bảy bền thừa tài để cho ra măng sấy quả là quá xá hay. Nghề không cao dễ chi được, chưa kể bảy cò ke còn cho bà má có thu nhập thêm từ thịt rừng. Ngày nào ông cha cũng khề khà vài ly đế bên một đĩa thịt tú hụ không treo, chồn thì cũng nhím sóc hay gà rừng. Hai cha con còn tham gia lấy cây về bán cho những trại mộc. Ai làm nhà cân loại cây chi cứ gặp cha con của bảy bền là xong tuốt. Nhờ chí thú nên 15 tuổi, bảy bền đã có một cặp bò kéo xe chiến đấu. Trên cổ xe bò, bảy đi sâu vô những cánh rừng lồ ô, đem loại cây này về xóm nhỏ, dựng nghề chẻ tâm nhang cho bà con cô bác kiếm thêm. Với rừng, bảy bền tinh thông hơn cả căn nhà của mình. Nhờ cái tinh thông này mà những năm khốn khó sau chiến tranh, rất nhiều các ông bà có của nương theo bảy bền mà ăn nên làm ra. Lên luôn cả hàng tỷ phú xứ ta, chứ triệu phú thì khỏi nói. Đặc biệt những năm rừng bị nghiêm cấm, ai vào rừng không giấy phép là tù không cải cọ lôi thôi. Kẹt cái lúc đó kinh tế khó quá, cấm thì dân nghèo lấy chi mà sống, thôi thì gỗ thì cấm kiệt, chứ mày kè lá ta cho qua. Cấp giấy phép cho họ và ta thu thuế nuôi rừng. Nhưng quý vị thị thành muốn biết, đâu đó trong nguyên sinh có tre, có mây, có lá, thì phải thông qua hằng chưa tốt nghiệp lớp 3 là bảy bền. Còn gọi nó là anh này anh nọ nữa mới là ngon hung. Bảy hóa thành thần tài cho các vị có giấy phép. Mỗi chủ khai thác chỉ ít trong tay 50 lính gác, họ giao hết cho bảy. Bảy đưa thợ vào những cánh rừng nơi ngự trị toàn lồ ô. Người ta đưa lồ ô cây về nhà máy để sản xuất đũa. Mỗi cây, người thợ rừng hưởng 700 đồng. Gin 130 đưa về nhà máy là 2.000 đồng. Mỗi cây chú thâu lời 1.300. Cho chung chi thuế má săn cổ hết 1.000, ta còn 300. Mỗi xe 600 cây, ta có 180.000 lãi. Mỗi ngày ta có 5 xe về nhà máy, thì không tỷ phú thì là chi? Ngoại trừ lồ ô cây, ta còn cho ra niền để chế biến tâm nhang. Mỗi bó niền thợ rừng ăn 4.000, về đến chỗ bán là 40.000, cho chi phí tối đa 30.000. Mỗi ca mát chở 400 cục niền, ngày đi 2 xe. Mẹ cha ơi, vàng để đâu cho hết, nói chi là tiền. Về sau có một đại gia rất am tường thiên thời địa lợi và lòng nhân ái bao trùm không chừa một khoảng trống nào ở vùng rừng ít. Vợ của bảy bền nhờ ông ta mà thoát chết. Cảm tạ cái ơn này nên bảy kính cẩn gọi đại gia là anh Sáu và nghiêng mình dưới trướng anh trong nghiệp khai thác độc quyền mây tre lá. Anh Sáu lên, bảy cũng lên theo và anh Sáu nâng bảy bền như năng trứng. Chào ôi, bảy hay lắm, lô ô dưới lũng sâu mới là loại nhiều năm tuổi. Muốn ra một cặp đũa không bị tòe đầu, phải lô ô 3 năm tuổi đi lên, cây non là bỏ, tâm nhang cũng vậy. Chẻ xong, đem đánh bóng thì cây tâm non sẽ gãy, nếu may mắn còn nguyên, chúng sẽ bị cong vòng khi cắm lên bát hương. Bọn nghiệm thu rút lên một nắm, chỉ cần một cây bị oằn là chúng bỏ cả kiện. Hàng xuất khẩu đang nằm ở bến cảng mà bị cả là chết, nên chi bước khai thác thô phải tuyệt đối là cây già. Muốn cây già thì phải xuống lũng. Dân lũng trong rừng miền Đông không thua chi dốc cao, khúc khuỷu, dốc thăm thẳm trong thơ của ông Quang Dũng tí nào. Tuy vậy, với bảy bền thì không sao, anh ta điều trị tốt. Thợ rừng cứ cho ra sản phẩm bất kỳ nơi đâu, đèo cao hay suối sâu,
khó khăn cỡ nào cũng không qua được bẫy. Xét cần 2-3 chiếc zin sẽ vào bốc hàng một chỗ đi cùng nhau hợp lực, mà qua chuông qua đèo. Bẫy sẽ cùng một tớp công nhân chuyên xẻ đường luôn có mặt trên từng cây số với cuốc chim và xẻng trên vai. Bọn tài xế zin 3 cầu và zin 130 phòng bẫy lên hàng kỹ sư cầu đường luôn. Còn nói như vậy, mấy hàng kỹ sư thời nay phải gọi bẫy bền bằng sư phụ. Khai thác mây tre tạm gián đoạn khi mùa đưa ươi đến. Mẹ cha ơi, dân rừng miền Đông lên hay không là nhờ loại trái cây này. Tháng giêng là thợ đã xuyên rừng tìm cây và đánh dấu. Cây nào có tên là xin đừng rờ vào. Thợ rừng nói chuyện với nhau bằng cú đấm là chuyện nhỏ. Giao rượu cũng nhỏ luôn. Cây tao mà mày dám tra bú vô hạ là bao nhiêu? Tao lấy hết. Luật rừng đã định rồi. Cây đã khắc tên, ai biểu mày đụng vô? Tháng 2 là tú ra đi lượm ươi bay. Loại cái này chỉ được bách bệnh đang nghe. Nóng trong người, thiệt đó, đang xỉn rượu tới mặt tới mày mà chơi một ly hai cái ươi là nhẹ liền. Cả táo bón kinh niên cũng chào thua đàn anh ươi. Ngày đầu nó còn trị được tiểu đường và thấp khớp. Nhưng nếu chỉ vậy thì không thể trả lời cho câu hỏi vì sao ươi đắt như vàng, đến mùa đầu nậu thu mua về để xuất khẩu. Chả ai cần biết nó xuất đi để làm chi, chỉ biết nó giá cao lời nhiều là em làm cái đã tính sao. Nhưng mà đi lượm ươi bay thì một ngày được mấy trái. Cơm ăn cơm dở vô rừng mà đi lượm thì ở nhà đi móc bọc ni lông còn có ăn hơn. Quý ông thợ rừng tra búa tra rìu vô cây hạ hết. Khổ cái là rừng đang được bảo vệ, cụm rừng anh đang khai thác lộ ô, tại sao cái ươi này lại bị đốn? Chỉ một cây bị ngã là anh sẽ bị tước giấy phép ngay tức khắc, nghe chưa? Dạ nghe. Lúc này mới thòi ra cái thông minh của hàng chủ soái bẫy bền. Bẫy không đốn mà trèo lên cây để hái. Mẹ ơi, cây ươi trái nhiều phải là cây trưởng thành, cả hai vòng ôm người lớn và cao tầm 20 mét. Ông cố nội ai leo cho được thưa quý anh? Ai không được chứ bẫy bền thì pha. Bẫy chả có vỏ nên nào biết bích hổ du tường là cái ba láp ba sàm chi. Bẫy cũng chả tin cái vụ nhúng một phát bay lên như trong phim tàu. Tôn Ngộ Không cũng xạo luôn. Bẫy kèo theo kiểu của bẫy và chuyên nghề cho anh em thợ chả giấu giếm chi. Bẫy ra lò rèn đặt đánh 40 cây đinh. Mỗi cây dài 40 phân bằng thép lò xo phục chúng của xe jeep luồn còn sót lại từ thời mồ ma ông Cộng Hòa. Không có loại thép này thì phải tạm sử dụng sắt rằng phi 12. Thêm một cây búa 3 kg mà cái cán cũng được hàn bằng thép cắn. Một sợi đai lưng dùng để trèo trụ điện cao thế là xong bộ đồ trèo cây. Cứ thế bẫy trèo, cứ lên cao 5 tấc nện một cây đinh lúc vô 20 phân, 40 cây là 20 mét. Lên đỉnh rồi thì ta tha hồ hái. Lưng lửng bao là thả xuống bằng một sợi tời vẫn đèo sau lưng khi chinh phục đỉnh cao. Cái vụ trèo này phải gan góc cỡ phàn soái thời Hán Sở tranh hùng bên Tàu. Lên cao là gió ngàn, thổi lồng lộng. Những ai từng trèo dừa để làm cỏ chắc biết gió ra sao khi lên cao. Nhưng trên một ngọn dừa kẻ trèo không có cảm giác ngợp bởi bên dưới là nhà và vợ con đang à ơi hát bài quê hương. Cái ngợp của màu xanh đại ngàn cực bí hiếm. Ta có cảm giác như đang một mình trên biển xanh bao la với một mảnh thuyền con. Cái ngợp ấy là niềm cô đơn của một sinh linh bé mọn trước hùng vĩ của cao thâm, dân sống bằng rừng tất nhiên gan dạ có thừa. Đối phó với sốt rét rừng hay hùm beo lợn rừng, thậm chí có cả ông bồ cũng không sợ. Con nít mới lớn cũng coi pha. Một thợ rừng thực sự phải dám trèo lên đỉnh cao khi đi ươi. Mỗi tớp đi ươi thường 4 nhân mạng, 2 trong 4 dám trèo là bảnh lắm. Thông thường mỗi tớp chỉ một đại ca. Những đại ca này mệt một tí khi trèo và hái trái, bù lại khi gùi sản phẩm về xuôi, đại ca có quyền đi tay không. Về xuôi để bán không dễ đâu, thưa quý anh Hào. Ươi cao giá nên lắm thằng trời ơi hạ cây lấy trái, kiến thu một lần là tận tuyệt. Vì vậy bảo vệ và kiểm lâm bắt rạc ráo, bất kể anh trèo hay hạ, thợ phải cắt rừng xuyên sơn, không để hàng làm ra bị lấy lại. Lắm khi phải băng sơn cả ngày mới đến nơi. Vậy nên bẫy bền kết nghĩa huynh đệ với một thợ rừng cũng gan góc không thua, hắn tên là Minh Tàn. Tay này có một vợ 3 con, lâm tặc loại chiến. Minh Tàn từng ở tù vì tội trộm gỗ quý trong rừng cấm. Tù xong hắn nép mình dưới trướng đại gia Sáo làm lồ ô nuôi vợ nuôi con. Mùa ươi có Tàn, bẫy bền khỏe re vụ trèo cây. Tàn tuy nhỏ con nhưng khỏe như bò,
vài chục ký trên vai hắn bước cả cây số mà hơi thở không nặng. Một cục niền 50 ký, hắn nhấc lên xe bằng hai tay như trụ vương bê nàng Tô Đắc Kỷ trong phim Phong Thần. Chỉ mùa ươi mới kéo Tàn và vợ con hắn ra khỏi khổ lụy của cơm áo gạo tiền. Cho hay nghèo mà ham vui nên khổ thì ráng chịu con ơi. May cho Tàn lại biết sống biết chơi nên Bảy lâu lâu cứu trợ cho bạn Hiền vài đồng, cho qua thì mưa gió. Không có Bảy e rằng vợ Tàn không qua khỏi cái đận bị hư thai đứa thứ tư. Mẹ cha ơi, đêm hôm khuya khoắt mà vợ hắn than đau bụng, Bảy phải đích thân đánh gin 130 qua mặt đại gia Sáu đưa bạn vợ lên bệnh viện huyện. Bạn bè vậy chứ sao nữa bây giờ hả Ba Quân? Tốt quá thì thôi. Nhưng có một chuyện mà Minh Tàn nhớ ơn Bảy suốt đời không thể nào quên. Ơn nặng bằng sinh thành chứ không ít. Số là mùa ươi năm ấy, Tàn bị một tai nạn hy hữu tưởng chết. Sống được thì quả là mạng lớn tầm Thái Sơn. Tàn trèo lên một đỉnh cây ươi để hái trái. Sau đó không biết mà hắn bị sảy tay rơi xuống. May thay một cánh tay của thân ươi giữ Tàn lại bởi sóc vô áo. Áo thợ rừng bằng ni lông tốt nên Tàn ta toàn ten. Nó mà toát một phát thì Tàn du địa phủ. Dưới gốc, cả bọn toát mồ hôi khi nhìn Bảy Bền bò ra cành cây cứu thằng bạn. May quá, cây ươi ngó vậy mà dai. Ơn cứu mạng này đã khiến cho Tàn và thợ rừng làm mây ke cho chú Sáu kính trọng Bảy lắm. Nói chung về gan dạ và tinh thông rừng, Bảy Bền là số một. Sống với bè bạn lại có tình có nghĩa cũng hết ý luôn. Nhưng như vậy, đâu hết cái ngon lành của Bảy với rừng. Ba cái cây ăn trái và mây tre lá chỉ là chuyện vặt. Dù cái vặt này là sự sống của vô thiên vô lũng dần dưới đáy cuộc đời. Cái làm nên tên tuổi của Bảy Bền là một nghiệp khác. Nghiệp này có lắm vẫn đục đi tí chút tình thân của Bảy và Minh Tàn. Tàn cho rằng trên đời này không có chi ác độc hơn là phá nhà cướp của người ta. Ủa chứ nghiệp chi mà nghe rợn óc vậy kia? Xin thưa đó là nghiệp ăn ong. Đúng rồi, đi lấy mặt ong đồng nghĩa với việc phá nhà cướp của chứ còn chi nữa. Nhưng nói vậy liệu có cực đoan hay không? Té ra câu vật phải dưỡng nhân là sai à? Vậy phải lấy mật đâu mà rờ lưỡi cho trẻ mới sinh đây? Nói thiệt với mày, Bảy Bền nói với Minh Tàn, bọn nhà giàu ăn tay gấu ốc khỉ, hà nam treo chồn nhím thỏ heo rừng có sao đâu. Nói như mày thì hạ một cây cũng ác, ác 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 cái con khỉ. Tao thấy mấy cái ông quyền chức khen cái rượu ngâm ông non quá chừng luôn, nhất là vò vẽ hay ông lỗ. Mày chỉ biết cái trước mắt mà không biết cái nguy hại về sau. Còn ông cái kiến hay bất cứ một sinh linh nào nó có sự sống là có quyền tồn tại như tao và mày. Một cái cây cũng có linh hồn của nó. Trong truyện Kiều, ông Nguyễn Du đã viết rằng cũng là phận cải chôn kim, nghĩa là một cái hạt cải, một cái chôn kim bị sức cũng có số phận của nó. Thôi dẹp mày đi, tao mới lớp 3 chả biết ông Du với cô Kiều nào hết. Tao làm gì kỵ mẹ tao, rủ mày đi kiếm tiền không đi thì thôi đừng có dại khôn tao. Nói vậy chứ ăn ông đâu phải ai cũng làm được. Không có nghề ông nó đốt cho mày mất xác chứ chơi sao. Ông ở rừng miền Đông đâu phải như ở miệt U Minh trong đất rừng phương Nam của ông Đoàn Giỏi. Đầu đơn giản đến mùa là vào rừng canh hướng gió rồi đặt kèo chờ ngày lấy mật. Ông mật miền Đông đóng tổ trên cây cổ thụ cao cả 15 mét là thấp. Có tổ to bằng cái tấm chiếu đơn, chỉ cần xin một nửa là có cả vài mươi lít tinh túy của rừng. Phải có bí quyết mới dám đụng vào nơi ở của chúa rừng. Xưa nay ai cũng nhầm ông 30 là chúa Sơn Lâm. Xin thưa, chúa của rừng xanh phải là ông mới chính xác. Có những tổ ong đóng trên cao cả gấu chúa cũng chờn không dám to toe. Chưa leo đến đã bị đánh cho tối mặt còn đâu nữa mà ăn. Riêng cái khoảng ông lỗ thì chúa Sơn Lâm phải cong đuôi mà chạy dài. Thậm chí chạy mà vẫn bị đuổi theo đánh cho kỳ chết mới thôi. Thiên hạ nghe đến ông vò vẽ là đã nhờn. Vò vẽ mà so với ông lỗ thì chẳng ra chi. Đã có người bị ông lỗ đánh đến thối thịt. Có giữ đến mấy vào tay của Bảy Bền là xiếp giáo quy hàng. Hôm đó có một thợ rừng đang vác lộ ô vào đống thì bị ông lỗ tấn công. Ba chân bốn cẳng anh ta chạy về chồi. Nghe kể Bảy Bền liền khoác túi vết rồi thân chinh đến nơi. Chỉ một mồi lửa và một cái chi đó trong túi vết được đốt lên mà Bảy Bền dám bật nắp một tổ ong lỗ mà vĩ chứa ong non có đường kính những 50 phân. Cả chục vĩ như vậy, Bảy Bền khẳng định rằng trong tất cả các loại ong non, các loài thì ong lỗ và ong bò vẽ là tốt nhất. Hà nam của thú bốn chân cũng không qua. Còn ong non ngâm rượu là một loại phục hồi khí lực của đàn ong tốt nhất trần đời.
Cả Sâm Nhung quy thuộc bên Tào cũng không dám bì với ông Non. Nhìn tổ ông Lỗ bị diệt, Minh Tàng lắc đầu. Tổ ông này đâu có ghẹo mày mà mày giết nó vậy? Thằng Dũng giỏi suýt bị giết mày biết không? Đụng đến nó thì cảnh giác vậy thôi, nó đuổi chứ có đánh đâu. Nếu nó đánh thằng Dũng chạy lên trời cũng không thoát. Mày coi chừng bị trả quả cho coi. Nhân dứt trả quả, mày yên cho tao nhờ cái coi. Giữ như ông Lỗ mà bẫy bền, còn trị một cái một, thì ông Mật là nguồn thu tuyệt vời nhất mà bẫy có. Thời nào cũng vậy, gian trá luôn đi kèm. Thấy một hằng chở Mật trong rừng ra, Mật còn nằm trong vỉ sáp hẳn hoi mà vẫn cứ là nước đường. Chỉ Mật của bẫy là tuyệt đối không pha. Và nguyên chất thì luôn có giá của nó. Đại gia nào muốn có Mật tốt cứ gặp bẫy. Ai mua Mật muốn biết thiệt trơn cứ đưa cho bẫy. Ba cái vụ thử lá hành không đáng tin bằng cái lưỡi của chính chúng ta. Mật ong là tinh túy của hương hoa, đương nhiên nó phải nhẹ hơn mật của đường. Một chai mật ong bọn gian trá luôn cho mật thiệt nằm trên, muốn thử ta phải rót ra chén. Mật ra trước trong lưỡi ta có vị khác mật giữa chai. Chả một hàng bán mật gian manh nào qua được bẫy cả. Thiên hạ rừng X gọi bẫy là chúa không hoa tí nào hết. Gia chúa chết vô cùng thảm khốc. Ngày nay, hầu hết dân X vẫn còn kể cho nhau và con cháu nghe về cái chết của bảy bền. Quả ông bà ta dạy, sinh nghề tử nghiệp không hoa tí nào hết. Ăn ông lên đến hàng sư như bảy mà cũng không thoát khỏi sự truy sát của thần rừng. Ai từng mục kích và tham gia chôn cất bảy bền, đảm bảo tin rằng rừng có thần. Mùa ươi tàn, dân mây tre trở lại nghiệp chính. Tuy vậy, vẫn còn một số đi kiếm cứu chót trước khi mùa mưa đến. Những năm tháng ấy, rừng còn chiều nên thời tiết rất ổn định. Giữa tháng 3 âm lịch, dân nương rẫy đã xuống giống đón mưa và chắc ăn chỉ là 3 ngày sau khi xuống là cây mưa đầu mùa đến tức khắc. Hôm ấy thằng Đen chạy về, hào hển nói với Bảy Bền. Chú Bảy ơi, tôi đi mót 10 gặp một tổ ong thế to lắm. Ở đâu? Nó đóng tổ trên một cây ươi ở đồi tượng, to cỡ nào? Bằng cả tấm chiếu á chú ơi. Tôi đang lợm nghe u u trên đầu, sợ quá nên tôi chạy về báo cho chú hay. Mày dẫn tao đi lại chỗ đó coi. Ngày chiều hôm ấy, Bảy Bền theo xe về xuôi. Hôm sau có mặt tại hiện trường, thìm thằng em vợ tên Bằng và một đệ tử tên Hòa. Thường thì khi lấy ươi, có thêm Minh Tàng là đủ bộ tứ. Nhưng vì chứ ăn ong thì không có tên Minh. Theo Bảy Bền thì chẳng qua Tàng ta sợ ong đánh, nên lên giọng chứ đạo đức cái con mẹ gì hằng tù đó. Mẹ nó! Bảy Bền nói, nó tù thì chớ còn từng làm trong lò mổ heo, câu mà nó còn lột da sống bằng lưỡi câu nữa kìa. Nói xong, ba thầy trò lên đường, Đen theo luôn cho đủ bộ. Mày cứ ngồi yên dưới gốc cây coi tụi tao làm, về tao cho mày 5 lít, được chưa? Trước khi nện đinh thép vào thân cây, Bảy Bền đốt 6 cây nhang đại. Nhang đại dài 80 phân, to bằng ngón tay cái, Bảy dắt vô dây lưng 3 cây, 3 cây còn lại giao cho đệ tử. Trước đó bầy ong nghe động đã thả rơi tự do từng tảng ong xuống đầu bộ tứ rồi bay lên nghe ù ù như tiếng máy bay. Vậy mà không biết trong mấy cây nhang bẫy pha chế cái chi mà bầy ong không dám lao xuống. Chúng chỉ bay đen ngòm và đặc sệt bên ngoài ù ù ù ù nghe vô cùng kinh rợn. Không kinh nghiệm lão luyện là đứng tìm chết tại trận. Thằng Đen lần đầu nên mặt tái như chàm đổ. Không có cái tỉnh khô của Hòa và Bằng là nó đã bỏ củ chạy lấy người. Cứ thế bảy nện đinh đến đâu, lần lên đến đó bằng đai lưng trèo trụ điện. Bảy ong tuốt trên cao, ù ù hăm dọa, chả làm bảy động tâm. Đóng đến cây đinh thứ 30, nghĩa là độ cao án chừng 15 mét thì sự cố đến. Trượt chân chăng? Không. Dây thắt lưng bị đứt? Không. Dây cắp dù bẻ ba xịn, đứt sao được? Vậy thì cái gì? Trời hại! Đúng lúc đó mây đen kéo đến và cây mưa đầu mùa của rừng miền Đông nhanh chóng tràn qua. Trời hại hay rừng lấy mạng thì cũng như nhau. Mưa đủ để tắt sạch mấy cây nhang đại, cái mà dùng để cho tất cả các loại ong hải sợ hoàn toàn mất tác dụng. Về sau, mấy hàng chuyên ăn ong kể lại rằng, thông thường khi mưa đến, ong sẽ lui về để bảo vệ tổ và ông chúa. Nếu vậy thì bẫy bền đủ thời gian để tụt xuống và chạy. Nhưng không hiểu sao, bầy ong ào ào vào bẫy và tấn công. Hàng tỷ con ong như thế, loài ong mật dữ như gấu ngựa, con nào con nấy to bằng ngón tay út, tha hồ đánh kẻ đang phá nhà mình. Bà Hằng dưới gốc hãy quá, ba chân bốn cẳng, tuôn theo đường mòn, chạy về chòi. Sau cơn mưa, toàn thể thợ rừng ngồi ở chòi, nghe báo cáo sự thể.
không một hàng nào dám lên hiện trường xem bà ấy sống chết ra sao. Mẹ ơi, có nghề, có cả đồ nghề còn chết, nó chi tay không? Tài xế chở lô ô về xưởng báo ngay cho đại gia Sáu. Sáu báo lên chỉ huy lâm trường. Ngày hôm sau, các quan rừng và vợ cùng hai đứa con bảy cũng đã có mặt. Chả ai dám thâm nhập hiện trường. Lúc đó đại gia Sáu mới nhớ đến Minh Tàn. Minh Tàn đang chăm bà xã của hắn ở bệnh viện. Đại gia Sáu phải nhờ một hộ lý chăm lo người bệnh, rồi đưa Tàn lên rừng bằng Minh Khơ 125 phân khối. Mình đến ngay hiện trường không một chút sợ hãi. Về sau, hắn nói với anh em rằng, sau hai ngày một đêm, cái xác đã lạnh giá. Ông là loài thanh khiết và tinh khôn, bằng chứng là nó chỉ giết kẻ phá mình, chứ tha cho ba hằng ăn theo. Chúng mà cố tình thì cu đen, cu hòa, bằng cũng lên trời không thoát được. Xác chết đã nặng mùi tử khí nên đàn ông phải ra đi. Đưa cái xác của bảy xuống là một kỳ công của Minh Tàn và rất ngoạn mục. Những sợi dây trên những chiếc sin 130 dùng để cạo cứng lồ ô trước khi rời rừng cũng được tập trung. Tàn nối một sợi dài thăm thẳm, rồi theo những ngọn đinh trên cây ươi cứ thế leo lên, tất nhiên cũng đai lưng tử tế. Đến bên bảy bền, Minh Tàn cột một đầu dây vào lưng anh ta. Lấy cái túi vết đựng đinh và cây búa, mình tiếp tục nện đinh vô thân cây lên đến cái nhánh, mà cái tàn ong trắng như hoa bưởi đang tại vị. Nó to bằng tấm chiếu là có thật. Mình cột sợi dây vào nhánh cây rồi lại bỏ xuống chỗ xác chết. Hắn ta rút trong túi vết ra một cái lưỡi dao, thọc mũi nhọn vào cái đai lưng của bảy bền. Đai lưng đứt và bảy bền toàn ten bởi sợi dây được cột chặt bên trên. Thật khủng khiếp. Một người chết đang lơ lửng trên không. Minh Tàn lại trèo lên nhánh cây, tháo sợi dây đưa xác chết từ từ xuống đất và bảy bền lên xe jean về nhà để ra nghỉ địa.